Chương 935: Địa Tâm Băng Diễm. Thiếu chút nữa toàn bộ râu của Tư Đồ bị nó đốt cháy không còn, ha ha, ngươi nên chịu khổ một thời gian nữa. Hiện tại không tiện mang nó ra ngoài, chờ ta trở về là được rồi." Đường Phong cười một tiếng, xin nghe theo phân phó của đại thiếu, Tư Đồ lại hỏi, "Đại thiếu, hôm nay muốn làm gì?" Ở chung với Đường Phong tới bây giờ, Tư Đồ cũng có thể hiểu Đường Phong một chút thời điểm không có đại sự xảy ra thì đường phong sẽ không lấy sơn hà đồ ra hiện tại nhìn thấy cảnh bên ngoài có chút ly kỳ tư đồ cũng có chút không hiểu mượn tiểu bạch dùng một lát còn ao cá chép của ngươi nữa tiểu bạch vốn là của đại thiếu tại sao lại nói mượn đại thiếu muốn dùng chỉ cần điều khiển là được tư đồ nói rất khách khí không phải mượn của ngươi mà là ta mượn từ phu nhân một lát đường phong nói một câu làm cho tư đồ tự trách đa tình đỏ mặt hỏa phượng đang nhắm mắt ngồi trên người bạch ngọc long tỉnh lại đường phong đem chuyện lần nói lại một cách đơn giản hỏa phượng ngạc nhiên nói không ngờ thế gian này lại có địa phương kỳ lạ như vậy nhưng ngươi muốn dùng nước trong hàng đàm này làm gì tiểu bạch đi ra đường phong không trả lời hỏa phượng thò tay điểm lên sơn hà đồ một cái xuất hiện một vòng xoáy bạch ngọc long từ bên trong chui ra ngoài xuống tiểu tử hỏa phượng biểu môi dùng lịch duyệt và thông minh tài trí của nàng làm sao mà không biết chủ ý của đường phong là gì cơ chứ nhưng nước của hàng đàm này có tác dụng gì cơ chứ? Hỏa Phượng nghĩ vỡ đầu cũng không thể hiểu nổi, thân thể khổng lồ của Bạch Ngọc Long hiện ra, vốn màu trắng nõn không tì vết lúc này đã biến thành màu đỏ thẫm, đó là vì nó thôn vệ Hỏa Phượng nội đang mà thành, đường phong còn chưa kịp đóng sơn hà đồ lại, Hắc Phượng nhanh chóng lao ra, nhảy lên vai đường phong, thân mật dùng cái mỏ chạm vào tóc của đường phong, tiểu gia hỏa trở về đi, đừng trì hoãn đại thiếu làm chính sự, trong lòng tư đồ mừng rỡ nhưng không thể không giả vờ giả việc kêu lên, bỏ đi, để nó ở đây vậy, đường phong phất phất tay, chỉ vào hàng đàm trước mặt nói, tiểu bạch hấp cho ta. Có thể hấp được bao nhiêu liền hấp bấy nhiêu, tuy bạch ngọc long là linh mạch hình rồng, nhưng nó cũng là một đầu cự long, chẳng qua thân thể của nó là linh thạch cấu thành mà thôi, hấp thu nước hàng đàm trước mặt, chắc chắn không có vấn đề gì, bạch ngọc long tuân lệnh, đem đầu đưa vào trong hàng đàm, đường phong cũng có chút lo lắng, sợ Bạch Ngọc Long không chịu nổi hàng khí trong hàng đàm, nhưng hắn nhanh chóng nhìn thấy lo ngại của mình. Dù sao thân thể của Bạch Ngọc Long không phải là thân thể bình thường, hàng khí có lạnh hơn nữa, cũng không thể nào ảnh hưởng đến nó mảy may. Mực nước của hàng đàm dùng tốc độ chậm chạp đến cực điểm hạ xuống, chẳng những là cái hàng đàm của Bạch Ngọc Long hấp thu đang hạ thấp xuống, mà tám cái hàng đàm khác cũng đều hạ thấp xuống. Đường phong quan sát một lát, xác định chính cái hàng đàm này tương thông với nhau, cho nên mới sinh ra tình huống như thế này. Một lát sau, Bạch Ngọc Long từ trong hàng đàm lao ra, hiển nhiên là đã uống một bụng nước hàng đàm. Đường Phong hao phí rất nhiều cương khí, đem nó tiến vào trong sơn hà đồ, mệnh lệnh cho nó nhả nước hàm đàm vào trong hồ cá chép của tư đồ. Tư đồ đau lòng muốn chết, những con cá chép đang vui vẻ, nhưng thời điểm nước hàng đàm rót vào, lập tức lật cái bụng lên, biến thành cá đông lạnh. Hắn ở chung với những con cá chép này cả ngàn năm, nói không đau lòng đó là giả nhưng hắn cũng suy nghĩ lại, hiện tại mình không còn lẻ loi một mình, không còn cô đơn, có những con cá chép này hay không đã không còn quan trọng. Bạch Ngọc Long vừa tiến ra, cương khí toàn thân của đường phong lại hao tổn, hao phí nhiều như vậy, hắn đành phải tạm dừng lại, khôi phục cương khí. Nửa ngày sau, đường phong lại đem Bạch Ngọc Long ra, lập lại chuyện cũ. Tốc độ đường phong khôi phục nhanh như vậy, cũng làm cho hỏa phượng khiếp sợ, tuy nói hắn có linh thạch tương trợ, nhưng nửa ngày đúng là quá nhanh nếu là người bình thường hao hết cương khí muốn hoàn toàn khôi phục lại ít nhất cũng phải mất năm ba ngày mỗi nửa ngày một lần tuy hiệu suất thấp một chút cũng may mỗi lần bạch ngọc long hấp thu không ít nước trong đầm đường phong cũng không trông cậy vào nó hấp thu toàn bộ nước trong cửu tinh hàng đàm chỉ cần làm mấy lần với hắn là đủ rồi tư đồ và hỏa phượng cũng không nhàn rỗi đều bị đường phong sai sử bởi vì cái ao cá chép trong sơn hà đồ quá nhỏ không thể chứa được bao nhiêu nước trong hàng đàm hai đại cao thủ ra sức quanh kích mặt đất, làm cho cái ao rộng hơn một chút, hao phí vài ngày, tiểu bạch tới tới lui lui cũng đã vận chuyển nước hàng đàm hơn 10 lần, đường phong mới cảm thấy lượng nước hàng đàm thu về cũng đã đủ cho mình sử dụng, mực nước cửu tinh hàng đàm chỉ hạ thất một ít, nhưng không phải rất rõ ràng, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là cái hàng đàm này quá sâu. Nếu không bằng dung lượng cái bụng của tiểu bạch, không có khả năng xuất hiện tình hình như vậy, lại một lần nữa đem bạch Ngọc Long đưa về Sơn Hà Đồ, đường phong nhắm mắt ngồi xuống khôi phục, đang khôi phục cương khí, đột nhiên trong sơn hà đồ truyền ra tiếng kinh hô của hắc phượng, đừng xuống dưới, nguy hiểm, đường phong cả kinh, thời điểm nhìn thấy thân thể nho nhỏ của hắc phượng nhìn xuống hàng đàm, ló đầu ra ngó, không đợi hắn kịp phản ứng, hắc phượng đã nhảy xuống hàng đàm, mặt đường phong tái xanh, thân thể lập tức biến mất tại chỗ, vọt tới bên cạnh hắc phượng, thò tay ra bắt lấy, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc phượng rơi vào trong đầm nước, bọt nước văng khắp nơi, trên người của hắc phượng được bao phủ bởi hắc viêm, bao bọc cả người của nó, bờ mông hướng lên, cái đầu hướng xuống lao xuống đáy hàng đàm, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, đường phong đưa tay thăm dò hắc phượng trong hàng đàm, làn da vừa tiếp xúc với đầm nước, ngón tay đã bị đông lạnh đến mức mất đi tri giác, không chỉ có như thế, hàng ý kinh cũng cứ như lợi kiếm đâm vào trong cơ thể, từ ngón tay lan ra khắp cơ thể hàng khí của hàng đàm còn mạnh hơn hàng khí của sát trận bao phủ sơn cốc vào ban đêm gấp không biết bao nhiêu lần lần này đường phong đã ăn thiệt thòi không nhỏ trách không được năm đó âu dương tử là linh dai thượng phẩm cũng không có biện pháp chống cự lại hàng khí trong đầm nước may mà đường phong tiếp xúc với đầm nước rất ít hơn nữa phản ứng tương đối nhanh phát hiện không ổn liền thu tay lại vận dụng lực lượng hỏa hệ cương tâm thừa dịp hàng khí không còn chưa làn tràn ra toàn bộ cơ thể liền bứt nó ra khỏi đầu ngón tay một lúc sau, toàn thân Đường Phong đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn tu luyện linh quyết, mấy ngày nay hắn không biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi. Bởi vì có linh quyết, hàng khí mới không có biện pháp đóng băng cương khí của hắn, chỉ sợ năm đó Âu Dương Tử đã ăn thịt thòi như vậy, dù là như thế, ngón tay Đường Phong chạm vào nước trong đầm nước, mạch máu đã bị hoại tử, thân thể được rèn luyện đến cực hạn cũng không thể phát huy ra tác dụng cường đại của nó, lại nhìn xuống Bóng dáng của Hắc Phượng uốn éo cái mông lúc nãy, đã không biết xâm nhập vào trong hàng đàm tới vị trí gì rồi. Phu nhân, Đường Phong ngẩng đầu nhìn Hỏa Phượng trong sơn hà đồ, sắc mặt Hỏa Phượng rất khó coi, nàng rất coi trọng Hắc Phượng, nhưng bây giờ lại không biết sự sống chết của tiểu trúc chíp như thế nào, nàng cũng đành chịu, chỉ mong không có việc gì. Hỏa Phượng trả lời hắn một câu không rõ đầu đuôi. Hắc Phượng có hắc phim hộ thể, chỉ cần không ở trong đó một thời gian dài, đầm nước cũng không làm gì được nó. Tuy là nói như vậy, nhưng Hắc Phượng vẫn còn nhỏ, Hắc viêm có bao nhiêu lực phòng hộ chứ? Nếu là Hỏa Phượng xuống dưới, may ra thì vẫn còn cơ hội sống sót, tại sao nó đột nhiên nhảy xuống dưới thế? Đường Phong nghĩ mãi mà không hiểu, dù Hắc Phượng tuổi còn nhỏ, nhưng nó là thượng cổ linh thú, cảm giác đối với nguy hiểm nó còn cường đại hơn linh thú khác rất nhiều, không có khả năng tự tìm đường chết, chẳng lẽ dưới hàng đàm có thứ gì hấp dẫn nó hay sao? Hỏa Phượng bị Đường Phong hỏi như vậy, đầu óc cũng thanh tĩnh lại mới vừa rồi là quan tâm bị loạn không thể suy nghĩ bình thường được kỳ địa tất có dị bảo đường phong nói rất chắc chắn lúc đầu ta muốn cho tiểu bạch hút hết nước trong hàng đàm rồi tìm cơ hội xuống dưới tìm hiểu một phen không nghĩ tới nó còn nhanh hơn so với ta nếu quả thật có thứ gì đó hấp dẫn nó nhảy xuống dưới vậy thì nó sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu thần sắc hỏa phượng hòa hoãn lại thân là thành viên của phượng chi nhất tộc nàng hiểu rõ hắc phượng hơn bất cứ kẻ nào nếu ngươi có biện pháp nên xuống dưới tìm hiểu một lần ta cũng muốn đường phong cười khổ một tiếng nhưng cái hàng đàm này quá lạnh phản bối không thể nào ngăn cản nổi đại thiếu tư đồ lập tức mỉm cười nếu là người khác thì sẽ sợ hàng đàm cũng không có biện pháp nhưng nếu là đại thiếu chuyện này rất đơn giản nhẹ nhàng chỉ giáo cho hỏa phượng hồ nghi địa nhìn tư đồ ngay cả đường phong cũng không thể hiểu thấu vừa rồi mình bị hàng đàm cho ăn thiệt thòi không nhỏ không phải tư đồ không nhìn thấy nhưng tại sao vào lúc này hắn lại nói mình có thể tiến vào rất đơn giản nhẹ nhàng, hắc hắc, tư đồ cười cười, chẳng lẽ đại thiếu đã quên mình có một bảo bối chưa dùng tới hay sao, bảo bối gì, đường phong cho mày, đến lúc này hắn vẫn chưa hiểu tư đồ muốn nói cái gì, ít thừa nước đục thả câu đi, nói nhanh một chút, hỏa phượng từ phía sau đạp tư đồ một cước, vẽ mặt tư đồ như đưa đám, nói, đại thiếu, ngày đó trong đào nguyên này đã có được vật ấy, chẳng lẽ quên rồi sao. Hắn đã nhắc nhở đến mức như vậy, đường phong lập tức nhớ ra, ngươi nói là Phân thủy châu, không sai, tư đồ vuốt vuốt chồng râu cá trê, liên tục gật đầu, thứ đồ chơi này hữu dụng sao, đúng là đường phong đã quên thứ này, lúc ở trong đào nguyên đoạt được thứ này, phong thần khế có tác dụng trọng đại, mỗi lần lấy sơn hà đồ ra, đều lấy phong thần khế ra để phong bế linh khí tản mát ra, tác dụng của tấm gương kia không lớn, chỉ có thể ngăn cản được công kích của cao thủ dưới linh giai, sau khi đường phong cầm thứ này về liền mang nó khen thưởng cho đồ đệ bảo bối chu tiểu điệp về phần phân thủy châu hắn vẫn ném nó trong mị ảnh không gian nếu hôm nay tư đồ không nhắc nhở hắn đúng là hắn đã quên vật này đi đương nhiên là hữu dụng tư đồ trả lời rất khẳng định đầm nước này lạnh nhưng nó cũng là nước chỉ cần là nước đều bị thứ này khắc chế đường phong chần chờ một chút liền lấy phân thủy châu ra thứ này lớn nhỏ khoảng nắm tay hài nhi cầm trong tay hạt châu này có cảm giác lạnh buốt không biết nó có tác dụng hay không trong nội tâm đường phong vẫn không dám chắc lại là hồn binh hỏa phượng kinh ngạc một tiếng trước đây nàng vẫn cho rằng đường phong chỉ có một món là hồn binh là phong thần thế nhưng không nghĩ tới đường phong vẫn còn một kiện khác hồn binh không phải là binh khí nhưng lại có thể tương dung với hồn phách hồn binh có năng lực rất kỳ quái và giao phó nó cho người tu luyện đại thiếu cứ thử một lần đi tự nhiên sẽ biết được lời của lão phu không giả thần sắc tư đồ rất bình tĩnh Đường Phong gật đầu, cầm chặt phân thủy châu đi về phía hàng đàm, cương khí toàn thân vận chuyển một cách điên cuồng, tùy thời đều có thể dùng nó ngăn cản hàng khí rung động nhân tâm kia xâm nhập vào trong cơ thể, nhưng lại phát sinh một màn làm cho người ta kinh ngạc, phân thủy châu vốn là tử vật, nhưng sau khi tới gần hàng đàm nó lại chấn động ông ông, một cổ năng lượng kỳ diệu tản ra, đẩy nước trong đầm ra, làm cho bàn tay của đường phong tiến vào trong hàm đàm, không bị nước trong đầm ảnh hưởng, thấy vậy, thần sắc đường phong đại hỷ, dưới đáy hàng đàm có huyền bí gì, tại sao nước trong hàng đàm lại lạnh buốt như thế, điều này hắn đã để ý từ sớm, nếu nói dưới đáy hàng đàm không có thứ gì kỳ quái, đường phong sẽ không tin, vốn chỉ muốn tìm cơ hội xâm nhập vào hàng đàm xem xét một phen, hiện tại có phân thủy châu, điều này đã thành sự thật, ta xuống dưới tìm hắc phượng, thuận tiện dò xét một phen, đường phong biết rõ tác dụng của phân thủy châu, lập tức không chần chờ nữa, thân thể nhảy xuống, tiến vào trong hàng đàm một sức giãn vô hình tản ra, ép toàn bộ nước trong hàng đàm giãn ra hai bên, phạm vi không gian hai trượng quanh hắn không còn giọt nước nào, không gian như vậy, ít nhất có thể cho vài người cùng tiến vào. Dưới tác dụng của cương khí trong cơ thể, khu vực hai trượng xung quanh hắn không có giọt nước nào, đường phong tiến vào trong hàng đàm, hàng đàm tĩnh lặng, lộ ra áp lực vô cùng và khí tức âm trầm, dù có tác dụng của phân thủy châu, nhưng đường phong vẫn cảm giác được hàng khí xung quanh đang ép tới, hắn không thể không vận công hóa giải, cũng may không có thực sự tiếp xúc với nước đầm, dù hàng khí có đậm đặc, cũng không đến mức làm thương tổn đến hắn. Chương 936, Tam Nhãn Băng Thiền Càng xâm nhập xuống dưới, áp lực mà thân thể phải thừa nhận càng lớn, hơn nửa đường phong phát hiện, không gian mà phân thủy châu tạo ra đang nhỏ lại không ít, vốn là phương viên hai trường, hiện tại đã giảm xuống còn một phần năm, chắc chắc là lực nén của nước quá lớn ngay cả phân thủy châu là hồn binh cũng không thể phát huy ra toàn bộ tác dụng, tiến vào mấy trăm trượng, thậm chí là hơn một ngàn trượng, đường phong mới phát hiện có ánh sáng màu lam truyền tới. Đến nơi đây, tình huống trong hàng đàm vẫn không có gì thay đổi, giống như hắn phỏng đoán, cửu tinh hàng đàm trên mặt đất tương thông với nhau, phía dưới là một địa vực sâu như biển. Mà ánh sáng màu lam này, chính là từ chỗ sâu nhất truyền tới, hắc phượng chạy đi đâu. Trên đoạn đường đường phong xâm nhập không phát hiện ra bóng dáng của hắc phượng, cho nên có chút lo lắng. Phía xa xa, đường phong nhìn thấy trong ánh sáng màu lam có một thân ảnh tối sầm, tâm thần chấn động, cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện đó chính là hắc phượng, tiểu súc sanh. Đường phong mắng một tiếng, sau đó tiến lại gần, chút nữa hắn bị dọa nhảy dựng lên. Thượng cổ linh thú đúng là thượng cổ linh thú, hắc phượng trọng sinh chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, nhưng nó vẫn có thể thừa nhận được áp lực và hàng khí khổng lồ như vậy đây là chuyện mà linh giai thượng phẩm không thể làm được. Tác dụng của phân thủy châu cũng bị áp chế đến cực hạn, không gian mà nó chế tạo chỉ đủ bao trùm cả người đường phong mà thôi. Nếu hàng đàm sâu thêm một chút, chỉ sợ ngay cả phân thủy châu cũng không thể nào phát huy tác dụng. Cũng may hắn đã đi đến đáy hàng đàm, đường phong cũng thả lỏng một hơi. Rất nhanh hắn đi đến hát phượng, đường phong đánh giá tình hình hiện tại. Dưới đáy hàng đàm tản ra ánh sáng màu lam, hơn nữa ánh sáng màu lam này lộ ra vẻ quỷ dị, nó trải rộng ra trên mặt đất nhảy lên như ngọn lửa đang cháy đường phong chưa bao giờ nhìn thấy ngọn lửa màu lam sắc như vậy địa tâm băng diễm âm thanh của linh khiếp nhang từ trung tâm cương tâm truyền ra nó thật sự là lửa sao đường phong nghe thấy liền nghi hoặc vừa rồi hắn nhìn thấy thứ này rất giống ngọn lửa nhưng dù sao đây chính là đáy hàng đàm làm sao có lửa chứ nhưng những lời này của linh khiếp nhang đã xác định suy đoán trong lòng của đường phong đúng vậy một loại tà hỏa hơn nữa là tà hỏa cực kỳ khó có được loại hỏa diễm này là băng diễm nhiệt độ cực thấp trách không được nước hàng đàm này lại lạnh như vậy trách không được tàn phong kiếm lại có thể ở chỗ này tấn chức từ thiên binh lên thành thần binh thì ra là có sự tồn tại của thứ này chỉ giáo cho đường phong hỏi địa tâm băng diễm đây chính là hỏa diễm dùng để rèn thần binh thập đại thần binh lúc ban đầu chính là dùng địa tâm băng diễm rèn luyện mà thành nước của hàng đàm này bị băng diễm đốt cháy nhiều năm cho nên đã nhiễm đặc tính của hỏa diễm này, thiên binh hấp thu hàng khí, phẩm chất sẽ tăng lên một ít, nếu có cơ duyên, sẽ giống như tàn phong, có cơ hội tấn chức lên thành thần binh. Tàn phong kiếm vốn chỉ là thiên binh, kiếm thần Âu Dương Tử mang nó đến nơi này, hấp thu hàng khí mấy năm, thức tỉnh kiếm linh, sau đó lại bị hắc viêm của hắc phượng đốt cháy, tấn thăng thành thần binh. Âu Dương gia tộc sử dụng vô số năm, tàn phong kiếm mới có thể thông linh, trở thành một trong thập đại thần binh. Đây là một quá trình tích lũy qua nhiều năm tháng, cho tới bây giờ thần binh không phải cứ luyện là thành. Thiên lôi thần một kiếm của lôi tẩu cũng phải tu luyện mấy trăm năm, mới đại công cáo thành. Đường phong không dám mơ mộng xa vời về thần binh, thầm nghĩ biến toàn bộ thiên binh trong tay thành siêu việt thiên binh là được rồi. Địa tâm băng diễm, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắc phượng cũng bị hấp dẫn, là vì địa tâm băng diễm là một loại tà hỏa, tà hỏa hắc phượng có thể chống cự nổi hấp dẫn của nó sao? Đường Phong và Linh Kiếp Nhan nói chuyện một hồi, đã đi tới đáy của hàng đàm. Phía dưới là địa tâm băng diễm, Đường Phong không dám đặt chân tới, chỉ phiêu phù cách địa tâm băng diễm khoảng 10 trượng. Hắc Phượng đang ở bên trong băng diễm, mở cái miệng nhỏ ra không ngừng cắn nuốt băng diễm, từng tia băng diễm màu lam nhạt tiến vào trong miệng nó, biến mất không thấy gì nữa. Hắc Phượng vẫn còn quá nhỏ, nếu là hỏa Phượng tới, chỉ cần hấp thu một ngụm, chỉ sợ đã hấp được rất nhiều băng diễm. Hắc Phượng hấp một ngụm, phải ngừng lại một hồi, chắc hẳn là nó cần phải tiêu hóa. Đường Phong có chút bận tâm sợ Hắc Phượng bởi vì hấp thu quá nhiều băng diễm mà bạo tẩu, hoặc không chịu nổi hay không, nhưng nghĩ lại, tuy Hắc Phượng còn nhỏ, nhưng nó có ngu ngốc, thời điểm nó biết không thể hấp thu tiếp thì nó sẽ dừng lại. Hơn nữa, hình thể Hắc Phượng nhanh chóng tăng trưởng, hiển nhiên là do hấp thu băng diễm sinh ra biến hóa, bản thân nó chỉ bằng một cái chén nhỏ, thời điểm vừa trọng sinh, Hắc Phượng xấu xí giống như con quạ chỉ lớn khoảng lòng bàn tay nuôi dưỡng mấy tháng chỉ lớn hơn được một vòng mà thôi nhưng hiện tại chỉ hấp thu không bao nhiêu băng diễm đã lớn bằng phân nửa hài đồng thân thể biến lớn mỗi ngụm cắn nuốt băng diễm cũng nhiều hơn màu sắc trên người cũng lộ ra một chút màu lam trông rất đẹp mắt cuối cùng cũng có chút phong phạm của thượng cổ linh thú đường phong mừng rỡ một hồi hắc phượng hấp thu băng diễm không biết phải mất bao lâu đường phong chờ đợi cảm thấy nhàm chán dưới đáy hàng đàm chẳng lẽ chỉ có một thứ tốt là địa tâm băng diễm hay sao, vất vả lắm mới xuống được đây, nếu không cẩn thận tìm kiếm một phen, chẳng phải quá lãng phí, nghĩ liền làm, đường phong nhúc nhích bay về một phía khác, cẩn thận tìm kiếm dưới đáy hàng đàm một phen, xem có thể tìm được một số thứ thú vị hay không, khi đi tìm, đúng là có thu hoạch, đường phong tìm không đến nửa nén hương, liền phát hiện một tảng đá màu lam nhạt, tảng đá này không biết bị địa tâm băng diễm đốt cháy bao lâu, chỉnh thể rất hoảng mỹ tản ra vô tận hàng ý, chỉ dùng mắt thường để nhìn, cũng biết tảng đá này không phải là phàm vật, phong ca ca, nếu dùng thứ này chế tạo binh khí, ít nhất cũng phải đạt đẳng cấp thiên binh, nếu là người có băng hệ cương tâm sử dụng, sẽ gia tăng uy lực rất lớn, linh kiếp nhang không nhận ra tảng đá này là vật gì, nhưng cũng không ngại suy đoán giá trị của nó, đường phong gật đầu, thò tay đem khối đá nặng khoảng 300 cân này vào trong mị ảnh không gian. Khoáng vật quý hiếm đường phong thu thập rất nhiều, bởi vì trước kia nhìn thấy thú máy trong thiên công đồ phổ nên sưu tầm, nhưng bây giờ lại không cần. Chương 937: Tự tìm đường chết. Ám khí còn không nhiều, khi trở về đường phong chuẩn bị dùng những khoáng vật này chế tạo ám khí, dù mình không dùng thì Chu tiểu điệp cũng cần dùng, có được một tảng đá như vậy, đường phong càng dụng tâm tìm kiếm, một giờ đi dạo, đường phong tìm được không ít những tảng đá như vậy, một khối bị vỡ, cũng sẽ nhiều thêm 7-8 khối. Những tảng đá này có lớn có nhỏ, quy mô không đồng nhất, nhưng cũng có thể nói là thu hoạch phong phú. Đường phong định tìm kiếm những thiên tài địa bảo sinh trưởng ở nơi đây, nhưng hắn nhanh chóng thất vọng, bởi vì hàng khí và hoàn cảnh nơi đây quá ác liệt, cho nên không có thứ gì sống được, dược liệu thì không cần phải nói. Phong ca ca, bên kia còn một khối, Linh Khiếp Nhan hưng phấn nhắc nhở, đúng là khối này rất lớn nha. Đường phong nhìn qua phương hướng đó, trong lòng cũng cả kinh tảng đá này còn lớn hơn những tảng đá trước rất nhiều, chỉ sợ cũng nặng khoảng ngàn cân. Thay đổi phương hướng lao về phía tảng đá kia, thời điểm còn cách tảng đá này khoảng vài chục trượng, đột nhiên đường phong phát hiện tảng đá kia động đậy. Ngay sau đó, một đạo kình phong từ trước mặt đánh tới, thậm chí còn mang theo tiếng vang bén nhọn, đường phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nghiêng đầu tránh né, tránh khỏi đạo không kích này. Không đợi hắn phục hồi tinh thần, hòn đá kia lại động, hàng ý truyền khắp toàn thân, đây không phải là do hàng khí xung quanh, mà là phản ứng bản năng của bản thân cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, độc ảnh kiếm xuất hiện, Đường Phong vung tay lên, một kiếm ẩn chứa vô tận kiếm ý, ngăn cản một kích trước mặt, một tiếng đinh nhỏ vang lên, thiếu chút nữa độc ảnh kiếm sắp rời tay, đạo công kích này chẳng những nhanh vô cùng, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa lực đạo vượt qua sự tưởng tượng của Đường Phong, rốt cuộc là cái gì? Trước sau gặp phải hai lần công kích, Đường Phong còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì từ khi xuất đạo đến nay đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Huống chi, hiện giờ thực lực của hắn đã khác xưa, dù là linh giai cao thủ ra tay, hắn vẫn có thể thấy được rõ ràng, ở nơi đây, ngoài tảng đá có thể động đậy cách hắn vài chục trượng kia ra, thì hắn không nhìn thấy dấu vết gì cả, chẳng lẽ đây không phải là tảng đá, mà nó là một vật sống, một vật có hình dáng đầu lưỡi dài vài chục trượng từ trong miệng của vật sống bay ra, tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng đánh về phía đường phong, giống như bọ ngựa săn mồi. Khi nhìn thấy thời cơ thích hợp nhất, nó sẽ vung tay ra bắt con mồi. Phong ca ca coi chừng, đây là tam nhãn băng thiềm. Linh kiếp nhang vừa nhìn đã biết, vội vàng lên tiếng lên tiếng cảnh tỉnh. Nguyên lai là linh thú. Đường phong không nghĩ tới một tảng đá nặng ngàn cân này, lại là linh thú. Vừa rồi tìm kiếm khắp nơi, không nhìn thấy một gốc thực vật này, thế thì sao con linh thú này có thể sống ở đây? tại sao con tam nhãn băng thiềm này lại phủ phục không nhúc nhích ở đây toàn thân bất động thân thể thuần một màu lam ánh sáng nơi này không đủ từ phương xa nhìn tới nó và tảng đá chẳng có gì khác nhau nếu không đường phong có kinh nghiệm trong nhiều cuộc chiến sinh tử làm cho hắn cảm ngộ được bản năng cảm nhận nguy cơ nếu không lúc nãy đã ăn thiệt thòi lớn nếu bị loại lực đạo này đánh trúng trúng phải thân thể dù thân thể của hắn được rèn luyện đến cực hạn chỉ sợ cũng đã bị đâm một lỗ thủng trên người tam nhãn băng thìm chỉ dùng đầu lưỡi để công kích. Một khi đánh ra thì không có gián đoạn, tốc độ không gì sánh kịp, lực đạo đủ để đâm rách không gian, trong vòng một ngàn trượng có lực sát thương cực lớn, đường phong tránh thoát ba lượt, công kích của tam nhãn băng thìm càng thêm lăng lệ ác liệt, đầu lưỡi dài phun ra nuốt vào, giống như bạo vũ lê hoa, liên tục công kích vào chỗ hiểm của đường phong, tá thi hoàng hồn, đường phong không suy nghĩ nhiều, trước nguy cơ này, trực tiếp vận dụng âm hồn linh giai thượng phẩm, huy động độc ảnh kiếm trên tay, ngăn cản toàn bộ công kích của tam nhãn băng thiềm. Tốc độ công kích của tam nhãn băng thiềm vượt qua sự tưởng tượng của hắn, dưới hố sâu ngàn trượng này, lại bị áp lực cường đại của nước ngăn cản. Trong ba tức thời gian đã đánh ra hơn trăm đạo công kích, đường phong cũng ngăn cản hơn trăm lần, cánh tay cầm độc ảnh kiếm cũng rung rẩy ở dưới đáy nước không thể so với mặt đất, đường phong quay vòng ở đây bị mất linh, chẳng những phải lo phòng ngự, hơn nữa còn phải chú ý đến không gian của phân thủy châu tạo ra, độc ảnh kiếm đánh ra, đều bị lực cản của nước ngăn cản, cho nên không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Dù là như thế, đường phong vẫn ăn không ít cả kinh, độc ảnh kiếm cũng có thể nói là sắc bén. Trước đó mấy ngày kiếm thuật của hắn cũng có tinh tiến, nhưng sau khi va chạm hơn trăm lần, đầu lưỡi của tam nhãn băng thìm lại không bị tổn hại, giống như cái lưỡi này chẳng phải là thịt, cái đầu lưỡi này có giản dễ dàng, đau thương lại bất nhập. Cái đầu lưỡi này tương đối tốt. Đường Phong cười khổ không thôi, hắn chưa bao giờ nhìn thấy đầu lưỡi của con linh thú nào mạnh mẽ như của Tam Nhãn Băng Thiềm, Tam Nhãn Băng Thiềm cũng cảm giác được công kích bằng đầu lưỡi không thể nào đánh bại được Đường Phong, ngược lại có thể ngăn cản dễ dàng, còn có bộ dáng rất nhàn nhã, phát ra tiếng kêu ùng ục ục, nó đang làm gì? Nó đang gây hấn với Đường Phong, nó bất động, Đường Phong động, thân hình nhoáng một cái, liền đánh về phía Tam Nhãn Băng Thiềm. Nào biết khi chưa tới gần, đầu lưỡi của tam nhãn băng thiêm đã công kích phô thiên cái địa dày đặc như ám khí, đánh về phía đường phong, làm cho đường phong tránh trái nhảy phải, dù có cảnh giới linh giai thượng phẩm, nhưng trong nhất thời nửa khắc không thể nào tới gần nó được. Tác chiến ở chỗ này bất lợi quá lớn, nếu ở trên mặt đất, đường phong có thể tự tin mình có thể khóa chặt cái miệng của nó, nhưng dù nói thế nào thì nơi này cũng là dưới đáy hàng đàm, bị tam nhãn băng thiêm ngăn cản, đường phong đánh phải kéo giãn khoảng cách ra dùng ám khí thử một lần, khi cái ý niệm này xuất hiện trong đầu, nào biết thân thể của tam nhãn băng thiềm đã phủ phục xuống, giống như mũi tên lao về phía đường phong, thân thể không lồ của nó nhẹ như lông hồng, tốc độ không chậm hơn đầu lưỡi chút nào, sức bật kinh người, dưới đáy nước không tiện tránh né, đường phong vận cương khí toàn thân, độc ảnh kiếm chém ngang qua, ý đồ ngăn tam nhãn băng thiềm lại. Trong nháy mắt trường kiếm dụng phải tam nhãn băng thiềm thì trong ánh mắt của đường phong xuất hiện một tia giảo hoạt hàng quan trên thân kiếm hiện ra, kiếm quan dài một trượng đánh ra, chém vào phần bụng của tam nhãn băng thiềm. Cùng lúc đó, tam nhãn băng thiềm cũng có động tác, chỉ thấy không ít bọc mũ trên người của nó nổ kịch liệt, bắn ra nhiều đạo độc tiễn màu lam sắc, gần trong gan tất, bao trùm toàn bộ thân thể đường phong vào bên trong. Dù chưa từng ngờ tam nhãn băng thiềm lại có năng lực như vậy, nhưng đường phong chiến đấu chưa bao giờ chủ quan, lúc này không chút hoang mang thi triển kiếm thế hóa giải. Tiếng phốc phốc liên tiếp vang lên, đại đa số độc tiễn bị đường phong tránh được, một số ít là cản được, nhưng độc chất lại phân tán ra khắp một khu vực trong hàng đàm, nhuộm hàng đàm thành màu lam, băng thủy độc. Con tam nhãn băng thiềm này không biết đã sống ở trong hàng đàm này bao lâu, nhưng những bột mũ trên người của nó chất chứa băng thủy độc, nếu người này dính phải độc này đều phải chết ngay tức khắc. Dù đường phong có thể ngăn cản được đại bộ phận độc vật trên thế gian, nhưng hắn cũng biết mình không cách nào ngăn cản được băng thủy độc này đường phong vội vàng kéo giãn khoảng cách với nó, đưa mắt nhìn về một đạo bạch ngân dưới phần bụng của tam nhãn băng thiềm, đó là vị trí mà đạo kiếm quan vừa rồi đánh trúng, đáng tiếc dù kiếm quan cường hãn, nhưng cũng không có khả năng làm nó bị thương, làn da của nó rất đàn hồi, trước khi kiếm quan đánh vào thân thể của nó, đã bị lực cản của nước hóa giải đại bộ phận uy lực, đường phong càng đánh càng tức, vận dụng cảnh giới linh giai thượng phẩm lại không thể làm gì con tam nhãn băng thiềm này. Điều này làm cho hắn buồn bực. Không phải cảnh giới không đủ, cũng không phải chiêu thức không được, mà là vì thể chất của Tam Nhãn Băng Thiềm quá cường hãn, hoàn cảnh tác chiến lang lệ ác liệt, cho nên hắn không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực, mà thân thể Tam Nhãn Băng Thiềm lại giống như quả bóng da, dù là công kích nào đánh lên người nó, cũng bị hóa giải đại bộ phận uy lực. Đường Phong căm tức, Tam Nhãn Băng Thiềm lại càng căm tức hơn, thú tính bộc phát, không hề cố kỵ, đầu lưỡi đánh ra, thân thể cực lớn chạy tới chạy lui thỉnh thoảng nổ bọc mũ trên người ra, bắn độc tiễn ra ngoài, muốn nhanh chóng giết chết đường phong, ám khí không dùng được, lực cản của nước quá lớn, làm cho ám khí vừa rời khỏi tay đã mất đi đại bộ phận uy lực, đường phong đã thử qua một lần, cho nên sau đó đã bỏ đi ý niệm này trong đầu, chỉ có thể cận chiến, tìm kiếm nhược điểm của nó, lúc đó mới có thể nó, nhưng tới quá gần, đường phong phải đối mặt với băng thủy độc mà hắn vạn phần kiên kỵ. Con linh thú này thật khó chơi, Đường Phong hận nghiến răng nghiến lợi, dù lần trước đối mặt với hỏa phượng, hắn cũng không có cảm giác vô lực như vậy. Khi đối mặt với tam nhãn băng thiềm, nó biết cách chơi xỏ đối thủ, thực lực của nó không bằng đường phong, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp làm gì nó được, nhược điểm của tam nhãn băng thiềm nằm ở chỗ nào. Đường phong đưa mắt nhìn qua nhìn lại nhiều lần mà không thấy, mắt của nó không phải là nhược điểm, ngay cả phần bụng cũng không phải, kiếm quan không thể làm gì được nó, Đầu lưỡi thì không cần phải nói, độc ảnh kiếm chém đầu lưỡi của nó cũng không lưu lại chút dấu vết nào. Nếu có thể tìm được nhược điểm của Tam Nhãn Băng Thiềm, dù là nhân loại hay linh thú đều biến thành yếu ớt. Khi quan sát, mỗi lần Tam Nhãn Băng Thiềm bắn cái lưỡi dài ra, Đường Phong vội vàng ném một chui phi đao ra, muốn thừa dịp nó há miệng ra để công kích, đánh vào trong thân thể của nó. Nào biết khi phi đao đi được nửa đường, Tam Nhãn Băng Thiềm đã thu hồi cái lưỡi lại, khép miệng lại, phi đao đánh trúng thân thể của nó không làm được gì quá nhanh thời điểm tam nhãn băng thiềm động thủ là thời cơ ra tay thích hợp nhất nhưng thời gian gián đoạn giữa công kích và thu hồi cái lưỡi của nó quá ngắn ngay cả dùng phi đao công kích cũng không kịp nhiều lần công kích đều có tình huống như vậy dù đường phong chưa gây tổn thương cho tam nhãn băng thiềm nhưng dưới tinh thần lực quan sát lâu như vậy vẫn có thể nhìn ra phương hướng công kích của đầu lưỡi ngay cả phương hướng tiến lên cũng biết rõ trong lòng đường phong khẽ động không hề né tránh đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích quả nhiên tam nhãn băng thìm trúng kế, cái đầu lưỡi thật dài đánh ra, dù là khoảng cách hay phương hướng, đều nằm trong tính toán của đường phong, đường phong nhẹ nhàng vung vẩy độc ảnh kiếm về phía trước, đầu lưỡi của tam nhãn băng thìm vừa vặn đụng trúng độc ảnh kiếm, cái lưỡi cuốn một cái, cuốn độc ảnh kiếm trong tay đường phong đi, sau một khắc, đường phong nhìn thấy độc ảnh kiếm bị tam nhãn băng thìm cuốn đi, sau đó bị tam nhãn băng thìm nuốt vào bụng, vang lên một tiếng phốc nhỏ, tam nhãn băng thìm liên tục kêu lên ùng ụt thân thể cực lớn của nó nhảy lên tháo chạy, lộ ra vẻ nôn nóng vô cùng, lại có tiếng ùng ục vang lên, trong miệng của nó xuất hiện vài sợi tơ máu, sau đó hàng đàm bị máu của nó nhuộm thành màu lam, không qua bao lâu, tam nhãn băng thiềm không nhảy lên nữa, thân thể rung lên kịch liệt, lật ngửa cái bụng trắng lên, dần dần không còn động tĩnh. đường phong đi về phía trước, thả thần thức ra cảm giác một chút, khi biết tam nhãn băng thiềm đã chết, trong mồm còn lộ ra một nửa chui kiếm, Độc ảnh kiếm bị cái lưỡi dài có lực đạo cường đại và tốc độ không gì sánh kịp cuốn lấy, trực tiếp biến thành lợi khí giết nó, ưu điểm của nó đã giết chính nó, Đường Phong chỉ cần buông độc ảnh kiếm ra. Linh thú vẫn là linh thú, cảnh giới của Tam nhãn băng thiềm không thấp, đạt tới bát giai, cũng tương đương với linh giai trung phẩm của người tu luyện nhân loại, có thể do nó không có bao nhiêu linh trí, nếu không một mưu kế đơn giản như thế không thể nào giết chết nó thò tay rút trường kiếm từ trong miệng của Tam nhãn băng thiềm ra, huy kiếm lấy nội đan của nó. Đây là một khỏa nội đan màu xanh da trời, không khác với dự tính trước đó của Đường Phong là băng thuộc tính, khác với các khỏa băng hệ nội đan khác. Nội đan của Tam nhãn băng thiềm có chứa độc tính, độc tính này chính là băng thủy độc chứa trong các bọc mũ của nó. Nếu đưa khỏa nội đan này cho Diệp Dĩ khô hấp thu, thực lực của nàng nhất định sẽ tăng lên một đoạn. Thi thể của Tam nhãn băng thiềm cũng là đồ tốt. Đường Phong thu nó vào mị ảnh không gian, dù là cái lưỡi dài hay làn da của nó, đều là thứ hữu dụng. Đường Phong đã muốn làm một đồ vật từ lâu, nhưng trên tay lại không có tài liệu thích hợp. Tam nhãn băng thìm bây giờ không thể nghi ngờ là nguồn cung cấp tài liệu tốt nhất. Chương 938, Phá trận sau khi đánh chết tam nhãn băng thiềm, đường phong lại dạo thêm một vòng, nhưng chỉ tìm được thêm hai tảng đá màu xanh da trời, không còn thu hoạch nào khác, xác định không bỏ sót thứ gì, Đường Phong quay trở về tìm Hắc Phượng, Hắc Phượng vẫn đang từ từ cắn nuốt địa tâm băng diễm, thân thể đã to hơn lúc trước gấp hai lần, đã có phong phạm sơ bộ của Phượng Chi nhất tộc, cái mỏ đã dài hơn trước, từng tia địa tâm băng diễm bị nó nuốt vào trong bụng, mà ngọn nguồn của địa tâm băng diễm lúc này, chỉ còn lại phương viên vài trăm trượng mà thôi, trong phạm vi này, địa tâm băng diễm vẫn đang bốc cháy, nhưng nó đã bị Hắc Phượng hấp thu khoảng một phần năm, nhìn tình huống này, chỉ cần chờ nó thêm năm ba ngày nó sẽ hấp thu sạch sẽ địa tâm băng diễm ở nơi này, chờ đợi nhàm chán, đường phong dứt khoát rèn luyện lực lượng cương tâm, bởi vì ngọn nguồn là hàng khí, địa tâm băng diễm lại thuộc hỏa, hai chủng loại tương khác nhau kết hợp cùng một chỗ, hàng khí càng đậm, dù đường phong không thể làm giống như hắc phượng, đặt mình vào địa tâm băng diễm, nhưng hoàn cảnh nơi đây cũng có thể làm cho lực lượng cương tâm tăng trưởng một ít, địa tâm băng diễm càng ngày càng ít, gián tiếp ảnh hưởng đến quy lực đại trận trong sơn cốc. Thiên nhiên đại trận xuất hiện vào ban đêm, hàng khí bao phủ sơn cốc, chính là lúc địa tâm băng diễm tràn ra hiện tại địa tâm băng diễm bị hắc phượng thôn phệ, không thể nghi ngờ uy lực của sát trận bị suy yếu rất nhiều. Người của huyết vụ thành lấy huyết vân lưu cầm đầu, từ khi nhìn thấy đường phong lẻ loi một mình đi vào bên trong, liền vội vàng không chịu được. Đường phong có thể đi vào, bọn họ không thể tiến vào. Trong nơi kỳ dị này ngoại trừ hàng đàm ra, không ai biết thêm cái gì bọn người huyết vân lưu lại phí thời gian 2 năm để xông trận, cho nên hy vọng trong sơn cốc này có càng nhiều bảo bối càng tốt, nhưng dù bây giờ có bảo bối, cũng đã bị đường phong nhanh chân đến trước, sao mà huyết vân lưu không ảo não chứ, mấy ngày nay, bất kể ban ngày hay ban đêm, huyết vân lưu đều điên cuồng dẫn người xông trận, chưa từng gián đoạn. Đệ tử của huyết vụ thành do không để ý nên đã hao tổn hai ba hảo thủ, điều này càng làm cho huyết vân lưu lo lắng, càng thêm bất đắc dĩ nhưng đối với người của huyết vụ thành cũng có tin tức tốt mấy hôm nay xong trận ban đêm đám người huyết vân lưu phát hiện uy lực của hàng khí đã giảm đi rất nhiều trước kia ban đêm không thể nào tiến vào trong sơn cốc mà bây giờ lại có thể kiên trì tiến vào bên trong một hồi dù hàng khí cũng trở ngại việc vận chuyển cương khí như cũ nhưng đã không giống như lúc trước trực tiếp đóng băng cương khí mà đêm nay sau khi sát trận hàng lâm người của huyết vụ thành lại tiến vào xem xét đứng ở bên ngoài sơn cốc trong đôi mắt của đệ tử huyết vụ thành rất trông mong nhìn huyết vân lưu mấy ngày nay đều là một mình huyết vân lưu tiến vào thăm dò uy lực của sát trận đương nhiên lần này vẫn do hắn đi nhớ tới việc kiên trì trong hai năm qua nhớ tới công lao lớn khi mang nước đầm về nhớ tới việc bị người khác nhanh chân tới trước và thất bại trong gan tất huyết vân lưu cắn răng một cái đi vào trong vài bước chợt hắn dừng bộ pháp lại lông mày nhíu lại thần sắc nghi hoặc đứng nguyên tại chỗ không động tĩnh đại nhân tình huống thế nào một đệ tử huyết vụ thành nuốt vài ngụm nước bọt lên tiếng hỏi trận pháp đã bị phá sắc mặt huyết vân lưu kích động có chút không cam lòng nói xong liền dừng lại trận pháp bị phá nói cách khác vấn đề làm khó bọn họ hai năm nay đã được giải quyết nhưng tại sao trận pháp này bị phá tự nhiên là huyết vân lưu nghĩ đến có quan hệ với người đi vào lúc trước hắn đã có năng lực phá vỡ trận pháp tự nhiên có được chỗ tốt đi thôi Người nọ chỉ có cảnh giới linh giai hạ phẩm. Dù hắn có chỗ tốt gì, cũng không thể để hắn còn sống rời đi. Tất cả thứ ở đây đều là của huyết vụ thành chúng ta, là của huyết Vân lưu ta, phó thành chủ huyết vụ thành tuyên bố dõng dạc. Không có ai không tức giận khi bảo vật mà mình tìm kiếm suốt 2 năm lại rơi vào tay người khác, huyết Vân lưu cũng không ngoại lệ, dưới sự dẫn dắt của huyết Vân lưu, hơn 10 đệ tử huyết vụ thành đi tới chỗ hàng đàm, cùng lúc đó Đường Phong đang cưỡi trên người Hắc Phượng, cho nó mang mình rời khỏi đây một cách kín đáo. Thời gian 5 ngày, Hắc Phượng phải dùng trọn 5 ngày, mới có thể thôn vệ sạch sẽ địa tâm băng diễm. Thôn vệ nhiều tà hỏa có phẩm chất nhất lưu như vậy, Hắc Phượng hiện giờ đã cao đến nửa người của hắn, dài ngắn hai trượng. Phượng vĩ thật dài của nó kéo dài ra sau, toàn thân tản ra quang mang màu lam nhạt, rất là xinh đẹp. Đều nói nữ nhân 18 sẽ biến hóa, Hắc Phượng chỉ mất 5 ngày, hình dạng của nó đã thay đổi. Đường Phong cười không thể khép miệng được, bởi vì hình thể hiện giờ của Hắc Phượng đã có thể cho mình cưỡi tọa kỵ A. Hơn nữa là thành viên của Phượng Chi nhất tộc làm tọa kỵ cho mình, điều này chói mắt cỡ nào, tự hào cỡ nào. Lúc trước Hắc Phượng trọng sinh, Đường Phong còn tưởng rằng phải nuôi trong nhiều năm, Hắc Phượng mới có thể có công dụng này, nhưng bây giờ chỉ mất vài tháng, Hắc Phượng đã trưởng thành một chút, làm cho Đường Phong cao hứng không chỉ việc này, thực lực của Hắc Phượng đã đạt tới tiêu chuẩn thất giai đây là cảnh giới thôi nếu có chiến đấu thật sự chắc chắn Hắc Phượng không chỉ phát huy ra sức chiến đấu thất giai linh thú dù sao nó là thượng của linh thú không thể suy đoán theo lẽ thường hơn nữa trong những ngày này hắn rèn luyện lực lượng cương tâm dưới đáy hàng đàm dù là băng hệ cương tâm hay hỏa hệ cương tâm đều tăng trưởng một ít biên độ không lớn nhưng có còn hơn không hồ sâu ngàn trượng nhưng chỉ mất một nén hương Hắc Phượng đã chở đường phong bay ra có phân thủy châu hộ thể đường phong không bị nước hàng đàm ảnh hưởng mảy may, trên người hắc phượng bị ướt, nhưng nó không thèm quan tâm. Sau khi rời hỏi hàng đàm hạ xuống mặt đất, chỉ rung một cái, nước hàm đàm đều biến mất, số tiểu tử, cuối cùng cũng đi ra. Sơn Hà Đồ phiêu phù bên cạnh cửu tinh hàng đàm, nhìn thấy đường phong và hắc phượng bình an trở về, hỏa phượng nhịn không được quán trách một tiếng. Mấy ngày nay nàng vẫn chờ đợi trong lo lắng, sợ đường phong và hắc phượng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không còn tâm tư ngồi khôi phục. Trong nội tâm nàng lo lắng, tư đồ cũng nong nóp lo sợ, hào khí cũng bị nhiều áp lực, chương 939, nhân sinh trên đời thường không như ý. Đại thiếu A, ngày không trở lại, lão hủ lo lắng muốn chết, tư đồ cũng buông lỏng một hơi, hắn lo lắng cho đường phong không giả, dù sao đường phong cũng đồng ý giúp hắn cải tạo thân thể. Ồ, tại sao tiểu gia hỏa lại biến thành như vậy, hỏa phượng nhìn thấy bộ dáng của hắc phượng, không khỏi cả kinh, chẳng lẽ lại bạo tẩu, không phải. Đường phong lắc đầu, phía dưới có một đám địa tâm băng diễm, tiểu trúc chích thôn vệ địa tâm băng diễm, liền biến thành như vậy, không phải bạo tẩu, địa tâm băng diễm, hỏa phượng cũng bị động dung, đầu lưỡi đỏ thẩm liếm liếm môi, đúng là đồ tốt, nếu không phải thân thể của bổn phu nhân không khỏe, thì địa tâm băng diễm này bổn phu nhân cũng có một phần, bỏ đi bỏ đi, cho tiểu gia hỏa này cắn nuốt cũng không tính là lãng phí, phu nhân cũng có thể nuốt tà hỏa sao, đường phong ngạc nhiên nói, có cái gì không thể, hỏa phượng sẵn giọng phàm là linh thú đều có thể thôn vệ lực lượng bổn nguyên có năng lượng tương đồng với mình để gia tăng thực lực bổn phu nhân là hỏa phượng địa tâm băng diễm là hỏa đương nhiên ta cũng có thể cắn nuốt xem bộ dáng phu nhân thè lưỡi liếm môi nhìn rất đẹp a à. đường phong chế nhạo một tiếng xú tiểu tử muốn chết dám đùa dẫn bổn phu nhân sắc mặt hỏa phượng đỏ lên liếc đường phong đại thiếu hình như có người đến tư đồ nghiêng tai lắng nghe một lát vội vàng nhắc nhở đường phong nhướng mày, thả thần thức ra, đúng là phát giác được hơn 10 cổ khí tức cương khí chấn động cường đại đang nhanh chóng tiếp cận nơi này, đưa mắt nhìn một vòng, liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, địa tâm băng diễm biến mất, vi bi lực hàng khí cấu thành sát trận giảm nhiều, cho nên mấy người huyết vân lưu chạy tới, sơn hà đồ không thể để cho bọn họ phát hiện, bảo bối bực này rất dễ làm cho người ta ngấp nghé, đường phong vội vàng thu hồi sơn hà đồ. Vốn muốn thu hắc phượng vào trong sơn hà đồ, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thôi. Hiện tại Hắc Phượng có thực lực thất giai linh thú, mình thu nó vào, sẽ hao phí không ít cương khí, kế tiếp khẳng định sẽ có đại chiến, không nên lãng phí cương khí, huống chi lưu Hắc Phượng bên cạnh mình, cũng có thể ra được uy hiếp và trợ giúp nhất định. Vừa đem Sơn Hà Đồ cất kỹ không bao lâu, bọn người huyết vân lưu liền xuất hiện, hơn 10 đệ tử huyết vụ thành vọt tới bên cạnh cửu tinh hàng đàm, không đợi huyết vân lưu phân phó, liền phân tán ra, bao vây đường phong vào bên trong hơn 10 cặp mắt tò mò đánh giá hát phượng đứng sau lưng đường phong, vẻ mặt ngạc nhiên và khiếp sợ. Khuyết Vân Lưu chấp tay xuất hiện trước mặt đường phong, nhìn thấy đúng là người xông trận mấy ngày trước đó, hiện tại người trẻ tuổi này lại phá vỡ sát trận, lông mày nhíu lại, lại nhìn thấy hát phượng đứng sau lưng đường phong, sau đó cả kinh bật thốt lên, thượng cổ linh thú, thượng cổ linh thú, đây là tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, không có người nào nhìn thấy, tuy thiên thánh cung có một con hỏa phượng với tư cách là hộ cung thánh thú. Nếu không phải lần trước Đường Phong đại náo một lần, thì ngay cả mấy vị hộ pháp thiên thánh cung cũng không biết thân phận của Hỏa Phượng, chớ đừng nói đến người huyết vụ thành, muốn gặp được thượng cổ linh thú một lần phải có cơ duyên lớn lao, chớ đừng nói giống như Đường Phong mang theo một con thượng cổ linh thú bên người, hình như là thu phục chiếm được, phó thành chủ hảo nhãn lực, Đường Phong cười một tiếng, hắn dám đem Hắc Phượng giữ bên người, cũng không sợ truyền ra bên ngoài, đã hóa giải ân oán với thiên thánh cung, đạt thành hiệp nghị hòa giải hiện tại chính là lúc hướng người của huyết vụ thành bày ra thực lực của mình làm cho bọn họ biết mình không phải là quả hồng mềm ai cũng có thể bóp nghe được đường phong thừa nhận sắc mặt huyết vân lưu âm trầm bất định không phải hắn kiên kỵ mà là phẫn hận thời điểm đường phong tiến vào đây chỉ có một mình huyết vân lưu nhìn thấy rõ ràng nhưng bây giờ đã có thêm một thượng cổ linh thú thành viên của phượng chi nhất tộc hơn nữa nhìn bộ dáng con thượng cổ linh thú này hiển nhiên còn chưa phát triển đầy đủ cũng đã bị hắn cho thu phục chiếm được. Nếu không phải tiểu tử này nhanh chân đến trước, thì con thượng cổ linh thú này chính là của mình. Huyết Vân Lưu nghĩ tới điểm này, trong lòng liền đau xót, mình mang theo nhiều cao thủ dùng toàn bộ sức lực, xông trận 2 năm, nhưng cuối cùng lại thành toàn cho người khác. Tổn thất như vậy, không có người nào có thể chịu đựng được. Nghĩ tới đây, ánh mắt Huyết Vân Lưu nhìn đường phong tràn ngập sát cơ. Trước sau chỉ qua mấy ngày, dù hắn có thể thu phục con thượng cổ linh thú này, chỉ sợ quan hệ cả hai không sâu, nếu có thể giết hắn, vậy thì mình chắc vẫn còn cơ hội thu phục chiếm được con phượng hoàng màu lam nhạt này. Khi suy nghĩ này lóe lên, tâm tư của huyết vân lưu đã rung động, có chút kích động, phương pháp này tuyệt đối có thể thực hiện được, có thể thu phục một con thượng cổ linh thú, công lao trong đó còn lớn hơn cả chiếm được hàng đàm này, vẫn chưa thỉnh giáo, công tử xưng hô như thế nào. Tuy lời nói của huyết vân lưu khách khí, đang hỏi đường phong, nhưng ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm hắc phượng sau lưng đường phong, ánh mắt đầy si mê và tham lam, đường phong cười một tiếng, thiên tú đường phong, nam đệ tử duy nhất của thiên tú tông, huyết vân lưu kinh ngạc nhìn đường phong, thiên tú tông hắn đã từng nghe qua, môn phái này toàn là nữ tử, dù hai năm trước đã đi qua nơi này, nhưng huyết vân lưu vẫn biết rõ bên trong thiên tú có một nam nhân, nguyên lai là nam đệ tử duy nhất trong thiên tú tông mà ngoại giới vẫn đồn đại, nhưng chỉ là một người thế tục, xuất thân trong một tiểu môn phái tại sao hắn lại có thể tu luyện đến linh gia chứ huyết vân lưu vốn tưởng rằng đường phong xuất thân thiên thánh cung là một đệ tử được thiên thánh cung bí mật bồi dưỡng cho nên mới còn trẻ như vậy đạt tới linh giai trong thiên hạ chỉ có huyết vụ thành và thiên thánh cung mới có thể bồi dưỡng ra đệ tử xuất sắc như vậy nhưng không ngờ rằng lại không đúng như vậy dù thế nào đi nữa sau khi biết rõ thân phận của đường phong ti đề phòng cuối cùng của huyết vân lưu đã biến mất nếu đường phong thật sự là đệ tử thiên thánh cung hắn còn kiên kỵ một chút phải trù tính kỹ lưỡng miễn cho vì chuyện ngày hôm nay mà hai thế lực lớn phát sinh xung đột dù hai thế lực lớn đã tranh đấu với nhau trong ngàn năm qua không phân thắng bại nhưng dù là ai cũng không muốn chiến tranh xảy ra nhưng đường phong chỉ là đệ tử của một tiểu môn phái trong thế tục không phải là đệ tử của tông môn danh tiếng nếu không phải vì thiên tú quá mức đặc thù toàn bộ do nữ tử cấu thành chỉ sợ huyết vân lưu còn chưa từng nghe qua cái tên thiên tú bao giờ, tông môn trên thế gian này quá nhiều, có bao nhiêu môn phái lọc được vào pháp nhãn của phó thành chủ huyết vụ thành cơ chứ, loại tông môn như thế, đoạt liền đoạt, giết liền giết, chúng có thể làm gì chứ. Nếu vận khí tốt, tu luyện chỉ đạt tới linh giai hạ phẩm, một ngón tay của mình cũng có thể giết hắn. Nghĩ tới đây, lại nhìn hắc phượng sau lưng đường phong, huyết vân lưu nói rất thản nhiên, đường công tử có thể đi, chỉ còn lưu lại con phượng hoàng sau lưng của ngươi là được." Đường Phong nghe xong liền nhíu mày, khẽ cười nói, "Lời này của phó thành chủ, bản thiếu gia nghe mà vẫn không hiểu, huyết vân lưu nhìn không được cười lên, nói, "Nếu đường công tử là người thông minh, thì vừa nghe đã biết ý của ta là gì, nhân sinh trên đời thường không như ý, bo bo giữ mình là lẽ phải, nếu không sẽ chết oan uổng làm con quỷ hồ đồ." Đường Phong nói, "Chẳng lẽ phó thành chủ muốn ý thế hiếp người, lấy nhiều khi ít?" muốn cướp tọa kỵ sủng vật của bổn thiếu gia. Huyết Vân Lưu cười lạnh không nói, một đệ tử huyết vụ thành bên cạnh hắn nói, phó thành chủ có thân phận như thế, sao lại chấp nhặt với một kẻ như ngươi, cướp đoạt đồ vật của ngươi lúc nào, nơi đây vốn là nơi an thân của một vị tiền bối huyết vụ thành chúng ta sau khi chết. Đồ vật mà hắn lưu lại đương nhiên phải quy cho người của huyết vụ thành chúng ta, sao có thể để một người ti tiện như ngươi nhúng chàm chứ, đường phong không nhịn được, nhíu mày, thì ra là những người này cho rằng mình ở chỗ này chiếm được hắc phượng, trách không được lại nói năng hùng hổ như vậy. Về phần cái gì tiếng bối cao nhân sau khi chết an thân ở đây, hoàn toàn là nói năng bừa bãi. Những lời này chỉ có Âu Dương Vũ mới có tư cách để nói, bởi vì kiếm thần Âu Dương tử chết ở chỗ này, có quan hệ gì tới huyết vụ thành chứ, thức thời thì cút nhanh lên. Nếu không thì ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. hàng quan trong mắt người nói hiện ra, cười lạnh liên tục, đường phong bất đắc dĩ lắc đầu, lần đối thoại đầu tiên với huyết vân lưu còn tưởng rằng hắn đang giấu tài là người có lòng dạ sâu hung ác nhưng không nghĩ tới trước lợi ích tuyệt đối hắn lại trở mặt nhanh như vậy nếu đã không thể sống chung tốt đẹp với người của huyết vũ thành đường phong cũng không muốn phí thời gian lãng phí miệng lưỡi cầm độc ảnh kiếm trên tay xoay tròn một vòng nói nếu phó thành chủ và các vị huynh để có ý cướp đoạt cứ tiến tới đây là được nếu thật sự bị các ngươi cướp đi chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người không trách được ai. Sinh tử do mệnh, đao kiếm không có mắt, các vị huynh đệ cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, càng rỡ. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho rằng có thể tu luyện đến linh giai hạ phẩm là có thể coi rẻ người của huyết vụ thành chúng ta sao, muốn chết, phó thành chủ, nếu hắn đã có ý như vậy, các huynh đệ chúng ta cũng không cần phải khách khí với hắn làm gì, đám đệ tử huyết vụ thành bị đường phong khiêu khích, đám người này làm việc chẳng cần phân biệt thiện ác, làm việc không hề cố kỵ, nếu đã muốn thì phải làm được, hung quang trong mắt lộ ra, ước gì có thể lập tức xông lên dùng loạn đao phân thay đường phong, Khuyết vân lưu ngạo nghệ liếc đường phong, khinh miệt nói, bản phó thành chủ ta niệm tình ngươi tu luyện trong thế tục không dễ, vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lại không phân biệt được tốt xấu, muốn tự tìm đường chết. Nếu đã như thế, cho hắn thống khoái đi. Cẩn thận một chút, chớ làm bị thương đầu súc sinh kia. Vốn ngay từ đầu huyết vân lưu cũng không có ý định thả cho đường phong còn sống rời khỏi đây, sở dĩ cho hắn đi, là vì không muốn gây chiến trước mặt Hắc Phượng. Hắc Phượng đã bị đường phong thu phục chiếm được, một khi đánh nhau, thì đầu thượng của linh thú này nhất định sẽ ra tay giúp đỡ đường phong. Linh giai cao thủ chiến đấu, ra tay không phân nặng nhẹ, vạn nhất làm Hắc Phượng bị thương thì được không bù nổi mất. Huyết vân lưu muốn tách đường phong và Hắc Phượng ra, sau đó chờ cho đường phong đi được một đoạn, giết người diệt khẩu dù sao sự tồn tại của thượng cổ linh thú, càng ít người biết rõ càng tốt, nhưng đường phong quá cường ngạnh, dù phải đối mặt với hơn 10 cao thủ cũng không thỏa hiệp, huyết vân lưu cũng không có biện pháp, chỉ có thể cường ngạnh cướp đoạt, chỉ cần cẩn thận một chút là được, không làm hát phượng tổn thương là xong việc, nhận được mệnh lệnh của huyết vân lưu, lập tức có hai ba tên cao thủ huyết vụ thành bổ nhào về phía đường phong, cương khí của linh giai cao thủ đột nhiên bạo phát ra xung quanh, dẫn động thiên địa linh khí sát ý và chiêu thức phát ra ép thân thể đường phong trầm xuống đường phong không sử dụng âm hồn cường đại nhất mà chỉ vận dụng một âm hồn linh dai hạ phẩm mà thôi lực lượng hỏa hệ cương tâm rót vào trong độc ảnh kiếm đối mặt với công kích của cao thủ huyết vụ thành đường phong chỉ huy động trường kiếm bổ về phía trước một nhát một cú bổ xuống này cả thân thể của đường phong giống như không còn tồn tại mấy tên cao thủ huyết vụ thành cảm thấy đạo công kích này có chứa kiếm ý dày đặc xuyên thấu nội tâm địch nhân trước mặt giống như một thanh lợi kiếm, bộc lộ tài năng, mà trên chuôi kiếm này lại có ánh lửa lượn lờ, ngọn lửa này giống như có thể xuyên thấu hồn phách của người ta, làm cho người ta sinh ra ảo giác là mình không thể ngăn cản nổi, như không nhìn thấy địch nhân, như không tìm được bất kỳ sơ hở nào, liền bổ xuống một nhát rất đơn giản, nhưng cũng làm cho bọn họ luống cuốn tay chân, bọn họ muốn phản kháng, không biết nên phá giải đạo công kích này như thế nào, dưới sự vội vàng, đành phải vận hộ thân cương khí toàn thân lên mức đỉnh phong ngăn một kiếm này lại ánh lửa lao tới trong ngọn lửa này chất chứa hai đạo ám kình một loại có cảm giác tràn ngập tà ác loại khác là bừng bừng sinh cơ không còn có một loại khác nữa nhưng loại ám kình thứ ba này rất nhỏ bé nhưng lạnh vô cùng không có đặc thù của lửa ngược lại có giống như một ngọn núi băng ngàn năm không tan ba loại ám kình giao thoa lẫn nhau tương dung lẫn nhau phát huy ra uy lực không người nào có thể tưởng tượng được. Một tiếng hét thảm truyền ra, mấy tên đệ tử huyết vụ thành có ý đồ vây công đường phong, tên đệ tử đứng mũi chịu sào lập tức bay ra sau hơn 10 trượng, té ngồi trên mặt đất, sau đó không ngừng lăn lộn dãy dụa. Chương 940, Người phòng thủ kiên cố, ta vô kiên bất tồi. Sau đó, lại có hai tiếng hét thảm truyền tới, huyết quang bắn ra, dây ngực của một người bị đường phong đâm thủng một lỗ, người còn lại bị chém đứt một tay trước sau không đến một cái nháy mắt, đã xảy ra biến cố mà người của huyết vụ thành nhìn thấy cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đến lúc này còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Thời điểm đường phong dơ kiếm lên, từ trên người của hắn tản ra một cổ kiếm ý xung thiên rung động lòng người, bổ ra một kiếm, không đánh trúng người này, nhưng kiếm ý lại làm cho hồn phách người khác bị hao tổn, thối lui ra sau. Sau đó trường kiếm của hắn đánh ra một đường cong, đâm thủng dây ngực người thứ hai, cắt xuống cánh tay của người thứ ba đủ loại cử động tự nhiên mượt mà, nhưng tốc độ lại không nhanh, không có người nào biết rõ tại sao đồng bạn của mình lại không thể ngăn cản nổi, giống như bọn họ buông bỏ phản kháng cho người ta hạ độc thủ. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới liên tục, người đầu tiên không bị trường kiếm đánh trúng, lúc này không ngừng lăn lộn trên mặt đất, da thịt trên người đỏ bừng, giống như con cua bị nướng chín, đưa tay xé rách quần áo trên người mình, từ trong miệng truyền ra tiếng nói mê sản, một hồi hô nóng, một hồi hô lạnh nhưng không qua bao lâu người này liền không còn động tĩnh gì nữa. Còn người bị chém đứt một tay, miệng vết thương không có chút máu tươi nào, ngược lại trên miệng vết thương xuất hiện một ngọn lửa quỷ dị, đang lan tràn trên người hắn, dù hắn cố gắng thế nào, cũng không cách nào dập tắt. Hắc phim của Hắc Phượng, Hỏa Phượng Niết Bàn Chi Hỏa và Địa Tâm Băng Diễm, ba loại hỏa diễm đều bị áp súc trong hỏa hệ cương tâm của đường phong, dễ dàng bị dập tắt như vậy sao? Đại nhân cứu ta, hỏa diễm đã đốt tới dây ngực của người nọ, dưới sự kinh hãi tiến về phía huyết vân lưu muốn nhờ vị phó thành chủ đại nhân cứu mạng nhưng không đợi hắn tới gần huyết vân lưu huyết vân lưu đập mạnh xuống mặt đất một cái cả mặt đất trung lên trên mặt đất xuất hiện một gai đất bén nhọn trực tiếp đâm xuyên qua hắn tại chỗ đại nhân người này đúng là chết không nhắm mắt ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ rằng vị phó thành chủ lúc bình thường đối đãi với mình như thân huynh đệ lại ra tay hạ độc thủ như vậy đám đệ tử huyết vụ thành cũng nhìn mình lạnh lùng tỉnh như ve mùa đông. khuyết Vân Lưu không để ý tới hắn, mà là khiếp sợ nhìn đường phong, sau nửa ngày mới phun ra hai chữ, thiên kiếm, chỉ có người đạt tới cảnh giới thiên kiếm, mới có thể dùng cảnh giới linh giai hạ phẩm, bổ ra một nhát đơn giản, làm cho ba người của mình gặp vận rủi, chỉ có thiên kiếm, mới có thể làm cho kiếm ý hóa thành thực chất công kích người khác, ảnh hưởng tâm thần địch nhân, trừ phi là người bị nhắm vào, những người khác không thể nhìn ra huyền diệu trong đó chỉ có người đạt tới thiên kiếm mới có thể lĩnh ngộ cực hạn của kiếm ý, phát huy ra uy lực lớn nhất của vương giả binh khí. Thiên kiếm chi đạo, huyết vân lưu đã nghe nhiều, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng hôm nay đã thấy được, khó trách tiểu tử này dám làm càng như thế. Nguyên lai không phải máu của hắn sông lên đầu, mà là có chỗ dựa, phó thành chủ khen nhầm, bản thiếu gia chỉ có chút cảm ngộ đối với kiếm đạo mà thôi, không dám nhận danh hiệu thiên kiếm. Đường phong cười một tiếng, đúng là hắn từ trên người của âu dương tử lĩnh ngộ kiếm ý và kiếm đạo nhưng hắn chưa đạt tới thiên kiếm chi cảnh trong thiên hạ chỉ có một mình diệp dĩ khô mới có tư cách xưng là thiên kiếm dù là như thế cũng không thể sánh kịp phong vận của kiếm thần tốt sát cơ của huyết vân lưu nồng đậm không nghĩ tới hắn lại ăn thiệt thòi lớn như vậy từ đường phong hắn thân là phó thành chủ huyết vụ thành sao không mất mặt chứ nếu tiểu tử này chưa đạt tới thiên kiếm huyết vân lưu cũng không e ngại tốt xấu gì hắn cũng là linh giai trung phẩm, cao hơn đường phong một cảnh giới, nhưng trên lệch trong đó chẳng khác gì giữa trời và đất, cũng không phải nhờ vào một chút cảm ngộ kiếm đạo có thể sang bằng. Muốn có được bảo tàng của tiền bối huyết vụ thành lưu lại, lại dám giết đệ tử của ta, hôm nay không thể tha cho ngươi được. Huyết vân lưu vừa dứt lời, khí thế đề thăng, một cổ cương khí chấn động xen lẫn với thần thức mạnh mẽ và uy áp cường đại, ép thẳng về phía đường phong. Đường phong vân đạm phong kinh, bước chậm nhàn nhã, tùy ý để mặc cho huyết vân lưu thúc dục uy áp của linh giai trung phẩm, hắn không thèm nhìn tới, huyết vân lưu động, thân hình nhoán một cái, tàn ảnh lưu lại tại chỗ, liền xuất hiện ở bên cạnh đường phong, một thiết quyền có màu vàng đất lập lòe, thế như vạn quân, đơn giản đến cực điểm đánh tới, thiết quyền chưa tới, quyền phong liên tục gào thét, đường phong cảm thấy đây không phải là một quyền đánh tới, mà giống như một ngọn núi lớn đang đánh về phía mình, cương tâm của huyết vân lưu, chính là thổ, kết hợp với chiêu thức vừa rồi hắn đánh chết tên đệ tử huyết vụ thành kia, Đường Phong lập tức đoán ra được, thổ thế trầm trọng chắc nịch, chất phát tự nhiên, thắng ở ổn trọng, phàm là người có cương tâm thổ hệ đều chọn quyền pháp và binh khí nặng để tu luyện, bởi vì lực lượng thổ hệ cương tâm sẽ làm cho quyền pháp và binh khí nặng phát huy uy lực đến mức tận cùng, hơn nữa lực phòng thủ cũng cao hơn người thường rất nhiều, trung gia trung sơn năm đó cũng có lực lượng cương tâm là thổ hệ vận chuyển hộ thân cương khí phòng thủ vô cùng kiên cố đường phong dùng duệ kim chi lực công kích vô số lần mới có thể phá vỡ hộ thân cương khí của hắn đương nhiên khi đó thực lực đường phong vẫn còn thấp xưa đâu bằng nay khuyết vân lưu không hổ là cao thủ linh giai trung phẩm đỉnh phong một quyền đơn giản đã có thể điều động thiên địa linh khí không ai sánh bằng hơn nửa mười ngọn núi xung quanh cũng cung cấp uy thế cho hắn uy lực một quyền này chẳng khác gì một ngọn núi đánh tới ngay cả thân thể của đường phong cứng rắn như sắt bị một quyền này đánh trúng chỉ sợ cũng phải gãy vài cây xương sườn đối mặt với đệ tử huyết vụ thành đường phong chỉ dùng thực lực linh dai hạ phẩm để đối địch nhưng đối mặt với huyết vân lưu lại không đủ thực lực linh dai trung phẩm bộc phát trên độc ảnh kiếm lóe lên tia lửa trở nên sáng chói đường phong không tránh không né ngược lại khu động trường kiếm nên đón thiết quyền của huyết vân lưu ngươi phòng thủ kiên cố ta vô kiên bất tồi xem lực lượng cương tâm của ai tốt hơn trường kiếm và thiết quyền chạm nhau, va chạm sinh ra một tiếng nổ lớn, thiên địa linh khí hỗn loạn, nơi trường kiếm và thiết quyền của huyết vân lưu chạm nhau, xuất ra một đạo hào quang chói mắt, chương 941, nửa đường chặn dết. Đạo hào quang này lúc đầu thì tối nhưng dần dần sáng lên, hai cổ cương khí và khí thế của linh giai trung phẩm giống như song long tranh châu, cùng lao tới, tranh đoạt với nhau từng chút ưu thế. Ánh mắt của huyết vân lưu và đường phong cách nhau một trượng, trong đôi mắt vị Phó thành chủ huyết vụ thành lóe lên một tia khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Đường Phong có thực lực linh giai hạ phẩm tại sao đột nhiên tăng lên linh giai trung phẩm, càng không có nghĩ tới trong trường kiếm của đối phương chất chứa hai loại lực đạo, một loại là hỏa kình vừa nhìn thấy, mà loại còn lại hóa thành trường mâu đâm về phía mình, hơn nữa kiếm ý thâm thúy của Đường Phong, huyết vân lưu chống đỡ trong một lát liền không chịu được. Hộ thân cương khí phòng thủ kiên cố cũng vang lên tiếng vang cạch cạch điều này cho thấy nó có dấu hiệu sắp tan vỡ. Nhìn về phía nắm đấm, thấy trên nắm đấm hội tụ hai loại lực đạo, lúc này huyết vân lưu chiếm được một chút ưu thế, bức lui khí thế của đường phong, hắn không muốn tiếp tục dây dưa nữa, thừa cơ hội này, vội vàng thu quyền, trên nắm tay bị độc ảnh kiếm điểm ra một tia đỏ thẩm. Phòng ngực kiên cố bị phá, tuy chỉ phá được một chút, nhưng lần giao phong lúc nãy, huyết vân lưu đã thua, giết hắn, huyết vân lưu không muốn đánh tay đôi nữa ra lệnh cho thủ hạ hỗ trợ, mọi người tuân lệnh, đánh về phía đường phong. Hắc Phượng đứng bên cạnh trong mắt đảo loạn, tuy trọng sinh không tới mấy tháng, nhưng linh trí của nó cao hơn linh thú phổ thông rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy đường phong bị khi phụ sỉ nhục, bên trong cơ thể của nó đang chảy huyết dịch của đường phong sẽ bỏ qua hay sao? Một tiếng Phượng gáy thanh thúy phát ra, Hắc Phượng mở rộng hai cánh, cái miệng mở ra, một đạo hỏa long được phun ra. Người của huyết vụ thành chỉ lo vây đánh đường phong, đâu có nghĩ tới con thượng cổ linh thú này đột nhiên gây khó dễ chứ. Thời điểm kịp phản ứng, vài người đã bị ngọn lửa của Hắc Phượng bao phủ. Hắc Phượng lúc này đã thuộc phạm trù thất giai linh thú, luận cảnh giới, tương đương với cảnh giới linh giai hạ phẩm của người tu luyện. Hắc Phượng bất diệt tà hỏa, dung hợp địa tâm băng diễm và niết bàn chi hỏa nhiều hơn so với đường phong, luận chơi lửa. Thành viên của Phượng chi nhất tộc mới là kinh khủng nhất, hỏa hệ cương tâm của đường phong chỉ đáng sách dày cho Hắc Phượng. Người bị ngọn lửa bao phủ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra, giống như sủi cảo té xuống đất, không phải bọn họ bị chết cháy, ngược lại bị đông thành băng, ngọn lửa lam sắc đang thiêu đốt trên người họ, mở to mắt, bộ dáng hoảng sợ, nhưng vẫn chưa chết, dốc sức liều mạng vận chuyển cương khí để hóa giải thế lửa, nhưng vẫn không thể hóa giải, đến khi thân thể bị đóng băng, ý thức tiêu tán, bọn họ vẫn không thể dập tắt ngọn lửa được, Hắc Phượng trợ trận xử lý mấy người đường phong vẫn bị những người còn lại vây quanh. Trường kiếm trong tay rung lên, không nhanh không chậm ứng phó chiêu thức của bọn họ, nhưng không có biện pháp phản kích, dù sao huyết vân lưu vẫn ở bên cạnh, thực lực linh dai trung phẩm không thể kinh thường, đang chiến đấu, đột nhiên mặt đất chấn động mạnh mẽ, trong lòng đất vang ra một tiếng sầm rền, đường phong nhướng mày, cảm thấy dưới chân có một cổ khí lạnh xông tới. Không chỉ có đường phong phát hiện điều dị thường này, những người khác cũng phát hiện, lúc này tất cả không hẹn mà cùng dừng tay, răng rắc xoạt, đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một cái khe cực lớn, giống như mạng nhện nhanh chóng lan ra bốn phía, ngay sau đó, trong khe rảnh xuất hiện nước lạnh, nước này lạnh thấu xương, hơi lạnh này làm cho lòng người run rẩy, là nước hàm đàm. Lông mày đường phong nhíu lại, thầm nghĩ không ổn, nhìn mặt đất to như vậy nên không nhìn ra manh mối, nhưng trước đó đường phong đã lặn xuống đáy hàng đàm, biết rõ phương viên ngàn dặm trong lòng đất, chính là một cái hồ sâu vô cùng, vừa rồi đánh nhau một trận, chỉ sợ làm động đến nền tảng, làm cho nước trong hồ muốn trào ra ngoài. Địa tâm băng diễm đã bị hắc phượng thôn vệ sạch sẽ, sát trận ban đêm đã bị phá, nhưng nước trong hàng đàm đã bị địa tâm băng diễm thiêu đốt không biết bao nhiêu năm rồi, chắc chắn cũng mang theo một ít đặc thù của địa tâm băng diễm. Có thể nói, nước hàng đàm hiện giờ vẫn không thể đụng vào được, nước trong hàng đàm muốn trào ra ngoài, nếu không nhanh chóng chạy trốn, chỉ sợ sẽ có gặp phiền toái lớn, nghĩ tới đây, Đường Phong phất tay phóng ra mấy chui phi đao, dẫn dắt lực chú ý của đám đệ tử huyết vụ thành, thân thể nhảy lên, nhảy lên lưng của Hắc Phượng, nhẹ nhàng chụp lấy cổ của Hắc Phượng, tâm linh Hắc Phượng mẫn tuệ, mở hai cánh ra, bay lên trời. Lúc bay lên không trung, Hắc Phượng không quên phun ra mấy đạo hỏa long xuống mặt đất, đã có vết xe đổ, công kích lần này không thể làm gì người của huyết vụ thành, hỏa long đánh xuống mặt đất giống như đánh chết con lạc đà cuối cùng trên sa mạc, vốn mặt đất đã nứt thành hình mạng nhện, lúc này lại phát ra chấn động mạnh mẽ, ầm, 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 vô số tiếng nổ từ mặt đất phát ra, trên mặt đất xuất hiện các miệng hố lớn nhỏ không đều nhau, nước trong hàm đàm tràn ra, mà những cái hố này giống như những cái miệng suối phun, bắn nước lên trời cao, đường phong và hắc phượng bay lên không trung 30 trượng, suýt nữa cũng bị một cột nước bắn trúng, dọa hắn nhảy dựng lên hắc phượng thì đánh rắm một cái cũng không có, bởi vì nó không sợ nước trong hàng đàm, nhưng nếu đường phong trúng phải nước này, chắc chắn sẽ có việc vui xảy ra, cao thêm chút nữa, đường phong hạ lệnh, hắc phượng phun ra vài ngọn lửa xuống, sau đó bay lên cao hơn, hố trên mặt đất càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, lấy chiến trường của bọn họ làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bốn phía trong sơn cốc, không mất bao lâu, đã có một phần ba diện tích sơn cốc xuất hiện nhiều cột nước phun lên những tên đệ tử huyết vụ thành thất kinh, muốn chạy đi, nhưng lại bị hắc phượng ở bên trên quấy nhiễu, dưới chân có nước hàng đàm quấy nhiễu, dù bọn họ là linh giai cao thủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào phòng bị chu toàn được, chỉ trong 10 tức ngắn ngủi, nhưng đệ tử huyết vụ thành lại bị tổn thất hai ba người, tất cả đều bị nước hàng đàm nhấn chìm, đầm nước này rất lạnh, ngay cả cương khí của bọn họ cũng bị đóng băng, chết thảm tại chỗ, đường phong ngồi trên người hắc phượng, trong mắt loạn chuyển, nhìn xuống phía dưới tìm kiếm tung tích của huyết vân lưu thiên thánh cung tốt xấu gì cũng treo danh nghĩa chính đạo đường phong có thể hóa giải cừu oán với bọn họ đạt thành hiệp nghị hòa giải nhưng đối với đám người tâm ngoan thủ lạc như huyết vụ thành mà nói đường phong sẽ không nghĩ tới việc hòa giải với họ ân oán đã sinh đương nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt huyết vân lưu thân là phó thành chủ huyết vụ thành thực lực đạt tới linh giai trung phẩm đỉnh phong có trời mới biết lúc này vận khí rơi xuống đầu hắn tấn chức linh giai thượng phẩm, cho nên đường phong không thể để hắn còn sống mà rời khỏi đây. Bất quá đáng tiếc là, đường phong tìm cả buổi, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của huyết vân lưu, không biết vị đại nhân phó thành chủ này đã bỏ chạy lúc nào, lại tìm một hồi, đường phong đành phải buông tha, tình huống phía dưới càng ngày càng ác liệt, vô số cột nước bắn lên trời, nước tràn khắp phương viên ngàn dặm, phía dưới đã biến thành một biển nước. Nếu ở lại chỗ này, đường phong sợ mình cũng gặp phải nguy hiểm những tên đệ tử huyết vụ thành, đều vận dụng cương khí bay ra bên ngoài, nhưng càng đi chạy, người của bọn họ càng ít, bởi vì cục nước ở phía dưới đất sông lên quá khó để phòng bị, mà hắc phượng lại châm ngòi thổi gió, đường phong cũng thỉnh thoảng đánh ra vài đạo kiếm khí và ám khí, trên dưới giáp công, bọn họ khổ không thể tả, nếu không cẩn thận, sẽ bị thiên tai nhân họa, chúng ta đi thôi, mắt thấy người của huyết vụ thành chạy mất không còn bóng dáng, đường phong vỗ vỗ hắc phượng, hắc phượng gáy một tiếng, nhanh chóng bay ra ngoài. Bên trong sơn cốc, đường phong đứng trên đỉnh núi lúc ban đầu nhìn xuống dưới, cảm khái thương hải tan điền. Trước sau chỉ 10 ngày, hình dáng mặt đất đã biến thành như vậy, hiện tại trong sơn cốc đều là nước, không còn một chút cảnh tượng nào của trước đây. Cửu tinh hàng đàm bị hủy, quy lực của thiên nhiên đại trận sẽ giảm xuống rất lớn, không còn huyền diệu như trước đây. Đường phong đoán hôm nay thiên nhiên đại trận này chỉ còn một công dụng duy nhất, chính là thập sơn chi lực. Trừ nó ra, tất cả đều không còn gì. Hơn nữa nước từ hàng đàm trong lòng đất tràn ra, thời gian càng dài, hàng tính càng ít, trải qua 2-3 năm nữa, chỉ sợ nước bình thường trong sơn cốc cũng biến thành độc nhất vô nhị. Huyết vụ thành lấy huyết vân lưu cầm đầu, có vài con cá lọc lưới. Nhưng đường phong không có tâm tư đuổi theo bọn họ, bởi vì thập vạn đại sơn này quá sâu, nếu người huyết vụ thành muốn ẩn núp, đường phong không có khả năng tìm được, lần này để cho huyết vân lưu chạy thoát, thật sự có chút đáng tiếc nhưng mục tiêu của lần này đã hoàn thành, lấy được nước của hàng đàm, nhưng lại có thu hoạch khác, hắc phượng cắn nuốt địa tâm băng diễm lớn lên không ít, hắn cũng tìm kiếm được một ít khoáng thạch kỳ quái và thi thể của địa tâm băng thiềm, dùng nó để chế tác vài thứ thì không gì tốt hơn, mà mơ ước của hắn chính là có một tọa kỵ để cưỡi, hiện giờ hắc phượng lớn lên, đường phong vui mừng không kìm được. Thời điểm rời khỏi thập vạn đại sơn đường phong an vị trên người Hắc phượng, chỉ cho nó phương hướng ra ngoài, vững vàng ngồi đó không cần hao phí tâm tư gì cả. Hắc Phượng lại linh thông, chỉ cần nó không bạo tẩu, nó rất nghe lời, đường phong đối với việc này rất thỏa mãn. Ba ngày sau, Hắc Phượng đã bay ra khỏi thập vạn đại sơn, đường phong không hao phí một chút cương khí của mình, rảnh rỗi còn nhìn phong cảnh bên dưới, nhìn mệt mỏi thì khoanh chân ngôi xuống, nhắm mắt tu luyện, tiêu diêu tự tại, vừa bay ra thập vạn đại sơn một ngày, đường phong đang nhắm mắt tu luyện, đột nhiên cảm thấy ở phía dưới có một cổ kình khí đánh tới. Tuy đạo công kích này không dễ dàng phát giác, nhưng ẩn chứa sát cơ rất lăng lệ ác liệt nên vẫn lộ ra một chút sơ hở. Đường Phong mở mắt, không hề nghĩ ngợi, thò tay lấy độc ảnh kiếm ra, ẩn nấp trên lưng hát phượng, chuẩn bị xu thế tấn công, đánh ra một đạo kiếm quang, đánh về phía người công kích. Đạo công kích vừa rồi mình có thể phát hiện, nhưng hát phượng lại không phát giác, nếu không ngăn cản, hát phượng sẽ trúng phải công kích. Tiếng đinh đinh đang đang liên tiếp phát ra, độc ảnh kiếm và binh khí của đối phương giao phong vô số lần, thế lực ngang nhau, tiểu tử, để mạng lại, bốn phía có vài đạo thân ảnh xuất hiện, đánh ra công kích về phía đường phong đang ở trên không trung, không cho đường phong có chỗ mượn lực, mỗi đạo công kích đều là trí mạng, hàng quan trong mắt lóe ra, thân thể mượn nhờ lực đạo từ trên trường kiếm truyền lại, lăn không vài vòng, ám khí trong tay đánh ra bốn phương tám hướng, chỉ là trong nháy mắt, đã có mấy trăm chui ám khí rời tay, chiêu thức này, đã là cực hạn của đường phong, dù hắn tinh thông ám khí chi đạo, nhưng cũng chỉ có thể làm ra trình độ này mà thôi. Màu kim sắc lóng lánh, mỗi một chui ám khí đều được đường phong rót vệ kim chi lực vào, chỉ sợ người đánh lén cũng không nghĩ tới đường phong lại phản ứng nhanh chóng như thế, đối mặt với nhiều ám khí công kích như vậy, không thể không thi triển chiêu thức hóa giải, phần lớn ám khí đều thất bại, số ít bị ngăn lại. Nhưng cũng vì thế mà đường phong mới có cơ hội thở dốc, cuối cùng thân thể cũng rơi xuống đất không hề lâm vào cục diện bị động, thân thể vừa đứng vững, người đánh lén từ bốn phương tám hướng vây quanh, hắc phượng cũng không tiến lên nữa, liền huy động hai cánh bay trên đầu đường phong, đôi mắt phượng bế nghệ thiên hạ, muốn phun lửa trợ trận, nhưng lại ngại đường phong ở dưới, vì tâm tình muốn hộ chủ cho nên nó án binh bất động, con mắt đường phong đánh giá những người đánh lén mình, không khỏi cười lạnh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, những người này thình chính là người của huyết vụ thành mấy ngày trước may mắn chạy thoát, lúc ban đầu đường phong nhìn thấy bọn họ thì thấy có hơn 10 người, mà bây giờ, chỉ còn lại 5-6 người, những người này đều dùng ánh mắt quán hận nhìn chầm chầm vào đường phong, ánh mắt kia giống như không thể lập tức ăn tươi nuốt sống đường phong, phó thành chủ đại nhân, người muốn ẩn nấp đến khi nào đây, tuy đường phong bị vây quanh, nhưng lại không để ý nhiều, mà hắn tản thân thức ra, cố gắng cảm giác bốn phía, hắn không nhìn thấy thân ảnh của huyết vân lưu, nhưng những người cùng đánh lén hắn, chắc chắn là do huyết vân lưu an bài, bọn họ ẩn tàng, che giấu như thế, nếu không phải đạo công kích vừa rồi mang theo sát cơ, chỉ sợ đường phong cũng không thể phát hiện ra, những người này dám mai phục phục kích mình ở đây, cũng không khó lý giải, mấy ngày nay đường phong và hắc phượng bay đi, không nhanh không chậm, bị người người ta mai phục ở phía trước cũng không phải là chuyện gì khó hiểu, nhưng mà, huyết vân lưu ở đâu? Đường Phong điều tra một lát, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của huyết vân lưu, hắn cảm thấy kỳ quái. Trong lúc ngờ vực vô căn cứ, mặt đất dưới chân xuất hiện dị thường, thần sắc đường Phong nghiêm túc, vội vàng nhảy lên, thân thể vừa cách mặt đất. Đường Phong nhìn thấy hai bàn tay lớn từ trong mặt đất xuất hiện, nếu không phải hắn nhảy nhanh, nhất định sẽ bị nắm lấy. Chương 942, ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Thân thể ở giữa không trung, đường Phong chém xuống một đạo kiếm quang thật mạnh, quanh kích mặt đất mặt đất lập tức bị chém ra một khe nứt, một tiếng hừ lạnh truyền tới, thân thể huyết vân lưu từ trên lòng đất xông ra, mà mặt đất không bị hư hao chút nào, giống như thân thể của huyết vân lưu và đại địa dung hợp thành một thể, thừa dịp đường phong kinh ngạc, năm sáu tên đệ tử huyết vụ thành lại phát động công kích, dây dưa không dứt, tự tìm đường chết, đường phong không nhìn ra lúc nãy huyết vân lưu xuất hiện như thế nào, nhưng bị những tên đệ tử huyết vụ thành này chọc giận, ra tay không còn lưu tình nữa lực lượng hỏa hệ cương tâm và duệ kim chi lực dung hợp với nhau vào thân kiếm, sát cơ hóa thành thực chất tản ra xung quanh. Ngươi dám, huyết vân lưu phát giác không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đập mạnh lên mặt đất. Đường phong cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang đứng xuất hiện một cổ lực lượng kỳ dị, mặt đất lắc lư một hồi, chiêu thức của hắn không còn chính xác, một kiếm bổ ra, nhưng không làm bất cứ kẻ nào bị thương huyết vân lưu đối với việc khống chế lực lượng cương tâm của mình và điều động thiên địa linh khí đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng đường phong chưa gặp được ai có thể điều động thiên địa linh khí nhanh như vậy vừa rồi thân thể của huyết vân lưu dung nhập vào trong đất ẩn nấp thân thể trong đó chỉ sợ là hắn đã vận dụng đến lực lượng cương tâm loại người này nên diệt trừ sớm thì tốt hơn hắn dám mai phục đánh lén một lần chắc chắn không phải là người rộng lượng nếu bị hắn nhìn chằm chằm vào chắc chắn sẽ rất khó chịu. Công kích của đường phong bị huyết vân lưu hóa giải, không ra tay tiếp, người của huyết vụ thành cũng như thế, vẫn dùng xu thế vây quanh, không cho đường phong rời đi, làm cho hắc phượng ở trên không trung sợ ném chuột vỡ lọ, nên không phun lửa trợ trận. Huyết vân lưu ngẩng đầu liếc nhìn hắc phượng, lại nhìn đường phong, trên mặt tràn đầy oán độc và phẫn hận. Mấy ngày trước trong sơn cốc bị thiệt thòi lớn, huyết vân lưu đã sớm động sát tâm với đường phong, nếu lúc ấy nước hàng đàm không bột phát, cho nên hắn phải chạy trốn khỏi chết hắn thân là phó thành chủ huyết vụ thành hai năm trước mang theo hai mươi huynh để tiến vào trong sơn cốc phá trận bảy tám người bị giết trong trận pháp không tính dù sao uy lực của thiên nhiên đại trận quá mức khủng bố nhưng sau này bởi vì một mình đường phong mà chết đi không ít cho tới bây giờ chỉ còn lại năm sáu người hàng đàm bị hủy cho nên cũng không thể lấy được nước hàng đàm nếu không giết chết đường phong sau đó cướp hắc phượng dù hắn là thân đệ đệ của huyết thiên hà Trở về huyết vụ thành cũng không còn mặt mũi nào đi gặp thành chủ, càng nghĩ, huyết Vân Lưu cảm thấy Đường Phong chỉ có thể phát huy ra thực lực linh dai trung phẩm, nhưng có thể khẳng định không phải là đối thủ của bọn hắn, liền đem những người còn sống tụ tập ở nơi này, dùng lực lượng thổ hệ cương tâm ẩn giấu khí tức của bọn họ, mai phục ở nơi đây, chuẩn bị đợi Đường Phong đi qua sẽ tập sát hắn, giết Đường Phong chiếm lấy hắc phượng, đây là thứ duy nhất cam đoan huyết Vân Lưu có thể trở về huyết vụ thành. Làm sao hắn dễ dàng buông tha cho Đường Phong chứ, nhưng người tính không bằng trời tính, cho dù mai phục vẫn bị Đường Phong phát hiện, ngay cả việc hắn đánh lén không có sơ hở, cũng không có bất cứ tác dụng nào, cảm giác của tiểu tử này quá mức đáng sợ. Tuổi còn trẻ, đã luyện ra cảm giác cảm nhận nguy hiểm bằng bản năng, phó thành chủ đại nhân, Đường Phong cười nhưng lòng không cười, nói, ta vốn cho rằng ngươi là người thông minh, người thông minh nên làm chuyện thông minh nữ thần may mắn đã cho ngươi một cơ hội thoát khỏi cái chết để quay về huyết vụ thành an hưởng tuổi già, tội tình gì lại đi tìm cái chết. Huyết vân lưu giật mình, nhịn không được cười ha hả, nói, tiểu tử cùng vọng, bản phó thành chủ lúc lúc còn trẻ cũng lông bông như ngươi, cho nên lúc còn trẻ đã ăn không ít thiệt thòi, mới biết cách thu liễm phong mang, phong mang của ngươi quá lộ, cho nên hôm nay là tử kỳ của ngươi, thật sao, đường phong lao nhẹ độc ảnh kiếm một cái, bản thiếu gia ta muốn nhìn, phó thành chủ đại nhân làm cách nào lấy tính mạng của ta, hừ. Ngươi cũng có chút đảm lượng, không bằng chúng ta đơn đã độc đấu một hồi, để cho bản phó thành chủ ta hảo hảo dạy dỗ ngươi một phen, dạy cho ngươi biết cách làm người. Huyết Vân Lưu nói ngạo nghễ, đường phong cũng không nhịn được cười một tiếng, rõ ràng là đối phương đang vây công, thấy không thể đánh lén được mình, hiện tại lại nói ra những lời rất đường đường chính chính như thế, nhưng đường phong cũng hiểu được, hỏa diễm của Hắc phượng quá khủng bố, Huyết Vân Lưu khởi sướng đánh tay đôi, không cho Hắc Phượng trợ trận, chính là vì bọn họ kiên kỵ Hắc Phượng. Thứ hai, bọn họ không muốn Hắc Phượng bị thương trong hỗn chiến. Ở đây có nhiều người quá, bản thiếu gia sẽ thay phó thành chủ dọn dẹp bọn người vây quanh này một lần. Nếu không bọn họ âm thầm tương trợ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của phó thành chủ đại nhân. Đường Phong nhìn Huyết Vân Lưu cười cười, thần sắc Huyết Vân Lưu biến đổi. Hắn không biết Đường Phong dựa vào cái gì nhưng từ lần trước hắn biểu hiện ra thực lực linh giai trung phẩm, ngay cả hắn cũng khó nắm chắc làm được, nhưng đường phong bình tĩnh như thế, làm cho hắn cảm thấy có chút lo lắng, hơn nữa, còn dám ở trước mặt mình làm càng như thế, huyết vân lưu cảm thấy có chút không ổn, tản ra, huyết vân lưu quát lớn một tiếng, những tên này nhìn chầm chầm vào đường phong, sau khi nghe được mệnh lệnh này, cũng rất quyết đoán, lập tức tản ra bốn phía, nhưng vẫn chậm một chút đột nhiên có một cổ khí tức không thuộc về linh giai trung phẩm từ trên người đường phong tản ra, cổ khí thế này làm cho lòng người run sợ, cổ khí thế này thuộc phạm trù đỉnh phong của nhân loại, cổ khí thế này huyết vân lưu chỉ cảm nhận được từ trên người của đại ca hắn, là ước mơ của hắn, hắn đau khổ tu luyện vẫn không đạt được, linh giai thượng phẩm, trong mắt huyết vân lưu thiếu chút nữa rớt ra, vốn tưởng rằng đường phong tuổi còn trẻ tu luyện tới linh giai hạ phẩm, đã là thiên tư tung hoành, sau khi đường phong bột phát ra thực lực linh giai trung phẩm, huyết vân lưu cho rằng hắn dùng bí pháp, nghiền ép thực lực của mình miễn cưỡng đạt tới, hiện tại huyết vân lưu mới khiếp sợ thật sự, không có chuyện không khiếp sợ, linh giai thượng phẩm, đó là cảnh giới tối cao của đại lục hiện giờ, cho đến tận lúc này, nhân loại đạt tới cảnh giới này vẫn còn sống, chỉ có hai người mà thôi, chương 943, Hạ Lạc Ngự Thần. Huyết Vân Lưu không thể tưởng tượng được, nhìn một tiểu tử trẻ tuổi chưa ráo máu đầu, nhưng lại có thể tu luyện tới cảnh giới linh giai thượng phẩm, linh khí chấn động nồng đậm, khí thế giống như thủy triều, cổ uy thế oai chấn tứ phương này chỉ có người đạt tới linh giai thượng phẩm mới có được, dùng thực lực linh giai thượng phẩm, chém giết linh giai hạ phẩm, quả thực giống như nắm 10 ngón tay, đơn giản nhẹ nhõm giống như lật bàn tay. Tuy người của huyết vụ thành dùng sức lui về phía sau, nhưng đường phong chỉ lóe lên một cái, năm sáu người còn lại ngã xuống như cây rạ, tiện tay tự nhiên một kiếm này chất chứa nhiều loại tinh túy của kiếm thuật. Trong sơn cốc, đường phong không bộc phát ra đòn sát thủ mạnh nhất, bởi vì khi vận dụng âm hồn mạnh nhất này hao phí quá nhiều sức lực, nếu không thể giết hết toàn bộ kẻ địch, sẽ lâm vào cục diện bị động. Nhưng hiện tại đã khác, chỉ còn lại mấy người, đường phong có 10 phần nắm chắc sẽ lưu lại toàn bộ bọn họ. Khi đường phong bộc phát ra thực lực linh giai thượng phẩm, Huyết Vân Lưu đã biết rõ chuyện này không ổn. Hắn hận mình nhìn lầm, nếu biết đối phương có thực lực linh giai thượng phẩm từ sớm hắn không dám tới đây gây chuyện không cần cân nhắc hắn không nghĩ cách cứu viện người của mình huyết vân lưu chỉ lo chạy chạy càng xa càng tốt thời điểm đường phong giết chết toàn bộ đệ tử huyết vụ thành quay đầu lại đã không thấy huyết vân lưu hắn lại vận dụng lực lượng cương tâm của mình dung nhập thành một thể với đại địa nhưng thần thức của đường phong đã sớm tập trung lên người hắn dù hắn dùng khí tức của đại địa che giấu nhưng hắn không thể che giấu được sinh cơ của người sống. Trong nháy mắt, huyết vân lưu đã đi được thêm 30 trượng. Đường phong giỏi mắt theo phương hướng hắn chạy trốn, thần thức khóa chặt người hắn, thu độc ảnh kiếm vào trong mị ảnh không gian, đổi lấy một thanh thiên binh khác, phó thành chủ đại nhân, ngươi sẽ chết dưới một chiêu này, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi. Âm thanh của đường phong rất quỷ dị, xuyên qua khoảng cách 10 trượng truyền xuống mặt đất, truyền vào lỗ tai của huyết vân lưu. Huyết vân lưu cảm thấy mắt lạnh toàn thân, Đơn giản là vì trải qua vô số lần đại chiến sinh tử đã làm cho hắn cảm thấy quen thuộc cảm giác này, chỉ vào thời điểm gặp nguy hiểm tính mạng thì nó mới xuất hiện, khi thần thức của người trẻ tuổi này tập trung lên người hắn, giống như dòi bọ trong xương, làm cho hắn cảm thấy không thể nào tiếp tục che giấu ẩn trốn, dù đã dùng lực lượng cương tâm để ẩn tàng cơ thể xuống đất, nhưng huyết vân lưu cũng cảm thấy tim đập nhanh, hắn có thể làm mình tổn thương sao? Cách mặt đất mấy trượng, hắn làm cách nào để gây tổn thương cho mình? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu huyết vân lưu, tóc gáy toàn thân dựng đứng lên, ngàn vạn lỗ chân lông khắp toàn thân mở ra, thiếu chút nữa hồn phách cũng xuất khiếu, trong nháy mắt, hắn đã phát hiện đường phong đã ra tay, kiếm ý dày đặc xuyên thẳng vào tim, hình như trái tim của hắn đã bị kiếm đâm xuyên qua, kiếm chiêu này cường đại đến cỡ nào, đại địa mấy trượng cứ như tờ giấy mỏng, không thể nào ngăn cản được kiếm chiêu công kích, một kiếm này, xuyên qua hộ thân cương khí, trực tiếp chém vào trên lưng của hắn, két có âm thanh của vật nào đó vừa vỡ nát. Khuyết Vân Lưu kêu một tiếng đầy đau đớn, thân thể đã không cách nào ẩn tàng dưới mặt đất, trực tiếp thoát ra khỏi mặt đất, đi về phía trước mấy chục trượng, sau đó ngã xuống mặt đất, toàn thân không có một vết thương, nhưng tâm mạch cảm thấy đau đớn, chắc là bị chém đứt. Khuyết Vân Lưu không hổ là linh giai trung phẩm đỉnh phong, tâm mạch đã đứt, nhưng vẫn có thể chống lại một hơi. Nhìn bên ngoài thì không có chút thương tổn nào, nhưng sắc mặt tái nhợt không thể tưởng tượng nổi. Năm đó Âu Dương Vũ bị Lý Thiên Cừu đánh đứt tâm mạch, cũng dùng thực lực cường đại kéo dài một hơi, chạy đến Thiên Tú Tông tìm đường phong ủy thác. Âu Dương Vũ có thể làm được, đương nhiên Huyết Lưu Vân cũng làm được, tâm mạch bị hủy. Trong thiên hạ trừ bất tử kim đan có thể tu bổ ra, không còn thứ nào có thể cứu chữa. Huyết Vân Lưu dùng cương khí che chở tâm mạch, cho nên không lập tức chết đi. Đây là kiếm pháp gì? Huyết Vân Lưu dãy dụ ngồi dậy, tay che ngực, kinh nghi nhìn đường phong đang đi từng bước về phía hắn. Ha ha, phó thành chủ chỉ cần an tâm ra đi, hỏi những chuyện này làm gì. Đường phong cười cười, đối với người chết, hắn cũng lười tranh đấu miệng lưỡi với đối phương. Khuyết vân lưu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta xem thường ngươi. Thua không oan. Nhưng bổn phó thành chủ vẫn còn nghi hoặc, mong đường công tử giải đáp. Đường phong đứng cách hắn một khoảng cách mười trường, mỉm cười nhìn hắn. Khuyết vân lưu nói, thực lực linh giai thượng phẩm của ngươi là do tu luyện, hay là dùng bí pháp, ngươi đoán xem, đường phong trao mày, huyết vân lưu nhìn đường phong, sau nửa ngày mới cười nói, đây là bí pháp. Bằng vào tuổi của công tử chắc chắn không thể nào tu luyện đến cảnh giới linh giai thượng phẩm, xem ra bản phó thành chủ cũng an tâm một chút. Đường công tử ngươi tới đây, ta còn có câu này muốn nói với ngươi, đường phong hiếp mắt nhìn hắn, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, huyết vân lưu cười khổ nói, đường công tử quá cẩn thận rồi, dù ta và ngươi có hiểu lầm, nhưng bổn phó thành chủ ta cũng đã vì chuyện này mà trả giá rất nhiều người sắp chết chỉ nói điều thiện lúc này ta chẳng thể làm gì ngươi cả chỉ muốn nhờ ngươi chuyển cáo cho thành chủ một câu mà thôi đường phong suy nghĩ một chút lúc này mới gật đầu nói được rồi nếu là như vậy ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt đa tạ huyết vân lưu gật đầu cảm kích đường phong từng bước tiến gần tới hắn khoảng cách mười trượng nhanh chóng được rút ngắn huyết vân lưu từ từ nhắm hai mắt lại thời điểm đường phong đi tới trước mặt hắn khoảng một trượng, đột nhiên huyết vân lưu mở to mắt, cười lên điên cuồng, nói, đường công tử đi cùng với ta, trẻ tuổi như đã có thực lực linh giai thượng phẩm, chưa diệt trừ ngươi làm sao ta an tâm, vừa nói, đột nhiên cương khí toàn thân huyết vân lưu hỗn loạn, từ trên người hắn bắn ra mạnh mẽ, trực tiếp vọt tới trước mặt đường phong, hai tay như khóa sắt bắt lấy tay đường phong, linh giai trung phẩm đỉnh phong sắp chết bạo phát, dù là linh giai thượng phẩm trong nhất thời nửa khắc cũng không thể giải dụa. Đường phong lẳng lặng nhìn gương mặt điên cuồng của hắn, độc ảnh kiếm đang đông đưa trên tay, bắn ra một đường cong, đâm vào đan điền của đối phương, cương khí đình chỉ. Huyết vân lưu nghe thấy ở đan điền truyền ra tiếng nổ cực lớn, cương khí chấn động hỗn loạn biến mất, nụ cười điên cuồng của huyết vân lưu cứng ngắc trên mặt, kinh ngạc nhìn đường phong, phó thành chủ đại nhân, một chiêu ngọc thạch câu phần này bổn thiếu gia ta chịu không nổi, ngươi trong mắt huyết vân lưu mở lớn, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn đường phong, tất cả đệ tử của huyết vụ thành đều biết chiêu này, đây là chiêu số đồng quy vô tận với địch nhân trước khi chết, từ huyết thiên hà, cho tới đệ tử bình thường, đều biết phương pháp sử dụng nó, nhưng nếu chưa từng tận mắt nhìn thấy chiêu này, chắc chắn không có phòng bị, nhưng đường phong có thể ứng phó thuận buồm xuôi gió như thế, là vì trước kia hắn có cảnh giác, điều này cũng nói rõ trước kia hắn đã thấy người khác sử dụng qua chiêu này, ngươi ngươi đã gặp qua đệ tử huyết vụ thành của ta sử dụng nó người muốn giết ta ta liền giết người đường phong lạnh lùng nhìn huyết vân lưu khóe miệng huyết vân lưu cười khổ thần thái hung thần ác sát trên mặt biến mất đang điền bị hủy không có cương khí để bảo vệ tâm mạch cho nên không có khả năng sống sót thời điểm huyết vân lưu gọi đường phong đi qua đường phong đã biết rõ hắn muốn làm gì đơn giản là muốn đồng quy vô tận với mình lúc trước một linh giai hạ phẩm dùng chiêu ngọc thạch câu phần này có uy lực khủng bố như vậy đừng nói chi đến linh giai trung phẩm đỉnh phong như huyết vân lưu, nếu hắn vận dụng thành công, đường phong không chết cũng trọng thương, huyết vân lưu chết, đệ tử của huyết vụ thành chết, đường phong cũng buông lỏng một hơi. Nếu như đám người huyết vân lưu thật sự đem chuyện lần này về phẩm báo, đường phong đoán rằng huyết vụ thành chắc chắn sẽ ra tay với mình, không vì cái gì khác, chỉ vì nước của hàng đàm kia thôi. Lần lượt ngưng luyện âm hồn của người huyết vụ thành, đường phong lại ném thi thể của bọn họ vào mị ảnh không gian. Lúc này đường phong nhảy lên lưng hắc phượng, bảo nó chở mình bay về hướng thiên tú. Kể từ ngày đó ở bên ngoài đường gia bảo thi triển thắng giả vi vương, ngàn vạn âm hồn trong đan điền chỉ còn một, cho tới bây giờ cũng không vượt qua mười. Nhưng âm hồn trong đan điền, mỗi một còn đều cường đại vô cùng, không có con nào dưới linh giai, tất cả đều là âm hồn linh giai cao thủ. Trong lúc rảnh rỗi, đường phong ngồi trên lưng hắc phượng xem xét trí nhớ của âm hồn, trí nhớ của những linh giai cao thủ này có rất nhiều thứ dù là phương pháp tu luyện hay công pháp võ điển của bản thân bọn họ và có một ít thứ đường phong không để vào mắt nhưng tổng thể mà nói cũng có thu hoạch không nhỏ đường phong xem xét âm hồn đầu tiên chính là huyết vân lưu bởi vì hắn là linh giai trung phẩm đỉnh phong chắc chắn có lý giải rất đặc biệt về phương pháp tu luyện sau khi xem xét hắn không tìm ra thứ gì nhưng lại thu được một tin tức ngoài ý muốn huyết vân lưu biết nơi hạ lạc của ngự thần đây là thanh thần binh không có bài danh trong thần binh phổ từ xưa đến nay chưa từng có người nào chiếm được, theo như lời của tư đồ ngày đó, vị trí của Ngự Thần, ngàn năm trước có rất nhiều người biết, cũng có rất nhiều người tự ngạo có thực lực cao thâm muốn đi vào thu phục, ngay cả Thiên Cốc Sát Thần Thọ Đồng Tử cũng đã thử qua, nhưng tất cả đều lấy thất bại mà chấm dứt, Ngự Thần khó thu, cũng làm cho không người nào biết được chân diện mục của nó, nó là kiếm hay là đao, hoặc là thương. Không ai biết được, chính vì thế nó là thần binh duy nhất không có bài danh trên thần binh phổ, kỳ nhân năm đó chế định ra thần binh phổ, cũng là người không định ra vị trí đệ nhất. Ngày đó, từ trong miệng của tư đồ biết được tin tức của ngự thần, tâm của đường phong đã rụt trịch, nhưng nhiều người đã thất bại, chỉ sợ mình cũng không có hy vọng gì, hơn nữa khi đó còn có chuyện muốn làm, nhưng hôm nay, tâm tư này lại rụt trịch. Thiên Tú Tông và Bạch Đế Thành đã không còn điều gì lo lắng, không cần hắn quan tâm cái gì có chiếm được ngự thần hay không cũng không sao, đi một lần cho biết cũng được. nếu có thể lấy được thần binh này cũng tốt. huyết vân lưu biết rõ nơi hạ lạc của ngự thần, là vì hắn cũng đi thu phục một lần, nhưng hắn chỉ đi được một phần mười lộ trình, không thể nào tiến lên được nữa. ra sức phấn đấu hơn nửa năm, cuối cùng đành buông tha. tinh đồng vĩnh viễn không thể nào biết được gian khổ trong quá trình thu phục ngự thần. đường phong nhìn trộm trí nhớ huyết vân lưu, giống như có kinh nghiệm tự mình trải qua cho nên cũng có thể phỏng đoán được một hai. Đáng quý là, vị trí của ngự thần, cách nơi của hắn hiện tại không xa, cách vị trí hắc phượng hiện giờ khoảng 5-6 ngày đường, đi xem. Đường phong đã làm ra quyết định, vỗ vỗ cổ hắc phượng, bảo nó chuyển hướng, đường phong cẩn thận xem xét đủ loại kinh nghiệm mà huyết vân lưu trải qua, dung nhập vào bản thân. 5-6 ngày sau, đường phong đã tới được một nơi khỉ ho cò gáy, ở đây là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, không có một ngọn cỏ nhìn nó hoang vu đến cực điểm ngay cả mặt đất cũng không có sinh cơ không khí trầm lặng loại địa phương này từ trước đến nay không ai thích cũng không ai đến chỗ này nhưng những người biết rõ chi tiết nhất định sẽ đào sỏi đá khô cằn ở đây lên tìm kiếm bóng dáng của ngự thần ngự thần là thần binh hơn nữa là thần binh thần bí nhất cho nên không có khả năng tồn tại ở nơi như thế này đào sỏi đá khô cần lên bởi vì có một cửa vào linh mạch chi địa đi vào theo lối này mới có thể nhìn thấy phong thái của ngự thần. Đường phong đứng nguyên tại chỗ, sau đó lấy sơn hà đồ từ trong mị ảnh không gian ra. Hỏa phượng vẫn ngồi trên người bạch ngọc long để khôi phục, tư đồ hưng phấn chạy tới, trên miệng nói, đại thiếu, lần này muốn làm gì, không có chuyện gì, chỉ muốn đem hắc phượng giao cho ngươi chiếu cố vài ngày. Đường phong muốn đi thu phục thần binh ngự thần, cho nên không thể mang theo hắc phượng bên người. Tuy Hắc Phượng hiện giờ có cảnh giới thất giai linh thú, nhưng nơi sắp đi quá nguy hiểm, càng nghĩ, vẫn để nó vào trong sơn hà đồ thì tốt hơn. Đại thiếu, khuôn mặt tư đồ lập tức xa sầm xuống, hắc phượng khi còn bé hắn đã không thể làm gì, hôm nay đã dài đến hai ba trượng, hắn có thể chế ước sao? Nghĩ tới tính tình của con thượng cổ linh thú này, khóe miệng của tư đồ đắng chát, đường phong không cho tư đồ bất cứ cơ hội cự tuyệt nào, trực tiếp điểm lên sơn hà đồ một cái, ném hắc phượng vào. Hắc phượng đứng bên cạnh tư đồ, đôi mắt phượng quay tròn nhìn hắn, Tư Đồ bài ra nụ cười mỉm vui vẻ, gật đầu với Hắc Phượng, chương 944, Ngự Thần Sơn. Khi đưa con thất giai linh thú này vào trong Sơn Hà Đồ, lần này Đường Phong cũng hao phí không ít cương khí, không thể không ngồi xuống khôi phục một phen. Trong Sơn Hà Đồ, Hắc Phượng đã đè Tư Đồ bổ nhào lên mặt đất, hai cái móng vuốt dẫm lên người hắn, ngửa đầu kêu to một phen, giễu võ dương oai rồi bỏ đi. Thật lâu sai, Tư Đồ mới bò dậy sau bị lăn nhục, rất ủy khuất xấu hổ đang muốn mở miệng phàn nàn với đường phong vài câu tư đồ lại cả kinh mở miệng nói đại thiếu đây là đây là nơi xuất nhập linh mạch chi địa của ngự thần đường phong vừa khôi phục vừa trả lời sắc mặt tư đồ cả kinh lập tức vui vẻ nói đại thiếu muốn thu phục thần binh ngự thần sao không dám nói là thu phục nó ta chỉ tới thử thôi cũng đúng cho tới tận ngày nay chưa có ai chiếm được ngự thần đại thiếu cứ nỗ lực hết sức là được ngàn năm trước có nghe đồn ngự thần từng có chủ nhân, nhưng chỉ nghe nói như thế, nhưng không nhìn thấy chân diện mục, nói thật, lão phu cũng rất hiếu kỳ với ngự thần, nếu đại thiếu có thể thu phục được ngự thần, đến lúc đó phải gọi tiểu lão nhân ra chiêm ngưỡng một lần, không uổng công cả đời tiểu lão nhân mong nhớ, đến lúc đó rồi nói sao, đường phong không thể không cười, càng nhìn trộm trí nhớ huyết vân lưu, càng cảm thấy ngự thần khó chiếm được, trong lòng đường phong không có bất cứ nắm chắc nào. Ngồi xuống khôi phục nửa ngày, cuối cùng cũng bổ sung toàn cương khí đường phong thu hồi sơn hà đồ đi vòng quanh vài vòng đứng ở một vị trí thò tay điểm một cái vào hư không dù người khác biết cửa vào của linh mạch chi địa ở đâu cũng phải đi tới cửa vào để mở cửa mới vào được nhưng đường phong không cần thiên cơ ấn trong đan điền chỉ cần là phong ấn thì thiên cơ ấn sẽ mở ra rất đơn giản một cảnh hỗn độn xuất hiện trước mặt đường phong đường phong liền chui vào thân thể còn chưa dừng lại cảnh tượng trước mắt đã không thấy rõ toàn thân đường phong căng cứng. Bởi vì, trong nháy mắt tiến vào, đường phong cảm giác không khí giống như hóa thành vô số mũi tên sắc nhọn, đang muốn đâm xuyên qua thân thể của hắn, hương vị xâm lãnh, giống như mình bị vô số đạo công kích tập trung, tránh cũng không thể tránh, thần sắc đường phong thản nhiên, ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi lớn trước mặt, mà ngọn núi này là ngọn núi kỳ dị nhất mà đường phong từng nhìn thấy, dù đã nhìn thấy nó không ít lần trong trí nhớ của huyết vân lưu, nhưng khi đứng trước mặt ngọn núi này, Đường Phong vẫn nhịn không được sinh ra cảm giác kính sợ, ngọn núi này không tính là cao, đại khái chỉ khoảng ngàn trượng mà thôi, kéo cũng khoảng 10 dặm, cả linh mạch chi địa bị ngọn núi này chiếm cứ một nửa, linh mạch chi địa cất chứa ngự thần, nó rất nhỏ, đây là linh mạch chi địa nhỏ nhất mà Đường Phong nhìn thấy tới giờ, một nơi như thế này, chỉ lớn bằng một cái tỉnh an thành mà thôi, nhưng không thể phủ nhận, ngọn núi này rất quỷ dị, rất kỳ lạ. Trên ngọn núi không có hoa cỏ chim chóc, cũng không có bất kỳ sinh cơ nào, cảnh tượng trong linh mạch chi địa này cũng không có bất kỳ ngọn cỏ nào, hoang vu đến cực điểm, nhưng ngọn núi này lại sinh ra vô số cây gai, mỗi cây gai này giống như đâm phá đại địa, ngự thần sơn. Nếu là chỗ của ngự thần ẩn thân, cho nên ngọn núi này được mọi người gọi là ngự thần sơn, trên ngự thần sơn có nhiều vô số kẻ cây gai ngược, mỗi một cây gai đều có độ dài ngắn không giống nhau, rậm rạp chằng chịt phân bố trên ngọn núi. Giống như muốn đâm phá trời cao, chỉ về phía bầu trời, một ngọn núi lớn như vậy, chỉ cần liếc nhìn sẽ làm cho người ta sinh ra ác mộng, chớ đừng nói đặt chân lên ngọn núi này. Nhưng từ xưa đến nay, có vô số người muốn trèo lên tới đỉnh, bởi vì thần binh ngự thần đang nằm ở trên đỉnh núi, đạp lên đỉnh núi có ý nghĩa với việc chiếm được ngự thần. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên ngự thần sơn, nhưng không nhìn thấy gì. Giữa sườn núi có một phiến sương mù mông lung che chắn tầm mắt của mọi người chân diện mục của ngự thần không ai nhìn thấy được đây chỉ là một ngọn núi cao ngàn trượng mà thôi đã ngăn cản bộ pháp của vô số người thọ đồng tử chỉ lên tới sườn núi đã bất đắc dĩ quay về mà linh giai trung phẩm đỉnh phong như huyết vân lưu cũng chỉ đi được trăm trượng mà thôi đường phong chỉ là thiên giai thượng phẩm mà thôi dù có vận dụng đòn sát thủ cũng không thể nào sánh bằng với thọ đồng tử trong lòng không rõ ngọn nguồn thời điểm đang nhìn có hai cổ thần thức cường đại quét qua người đường phong một lần hai cổ thần thức này làm cho người ta có cảm giác trái ngược nhau một cổ âm lạnh bá đạo giống như muốn xâm nhập vào hồn phách con người nhìn trộm tất cả suy nghĩ trong lòng bị cổ thần thức này quét qua cả người đường phong nổi da gà phải vận chuyển cương khí khắp toàn thân lúc này mới dễ chịu một ít mà một cổ thần thức khác lại tương đối ôn hòa không hề có ý đã thương người chỉ tò mò mới quét qua đường phong một vòng thần thức khác nhau hai cổ thần thức này lại có điểm giống nhau đó chính là rất cường đại thần thức như vậy đều thuộc về linh giai thượng phẩm ân đường phong kinh ngạc nhìn về phía phương hướng thần thức phát ra nhìn dưới ngự thần sơn có hai người khoanh chân ngồi đó một người có thân hình tiêu sái khí vũ hiên ngang trên người mặc một bộ áo dài màu trắng trên người lộ ra hương vị không nhiễm một hạt bụi mà người còn lại có khí chất bất đồng thân hình khôi ngô diện mục hung ác hắn chỉ mặc một cái áo khoác trên người áo khoác màu kim nhạt, toàn thân phát ra một cổ khí phách, con mắt đường phong hiếp lại, trong lòng chấn động không thôi, tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Đường phong nghĩ muốn đổ đầu cũng không hiểu, mình chẳng qua chỉ đến nơi này lấy ngự thần, không nghĩ tới lại gặp hai nam nhân mạnh nhất trên đời này, hắn không tự mình gặp mặt, nhưng đường phong từ trong trí nhớ của âm hồn biết được dung mạo của bọn họ, cung chủ thiên thánh cung tần thả ca, thành chủ huyết vụ thành huyết thiên hà. Người cầm đầu của hai thế lực lớn, từ trước đến nay đều thủy hỏa bất dung, tranh đấu ngàn năm ngươi sống ta chết, hiện tại lại cùng ngồi dưới ngự thần sơn, dù ngồi cách nhau mười trượng, nhưng tràn diện này có chút quỷ dị, hai người ở cùng một chỗ, không phải phân ngươi sống ta chết sao, hơn nữa, từ tin tức mà mình nhận được, tần thả ca bế tử quan, huyết thiên hà cũng bế quan tu luyện. Nhưng không ngờ tất cả tin tức này đều là giả, tần thả ca vốn không có ở trong thiên thánh cung bế tử quan, mà là đang ở ngự thần sơn, muốn thu phục thần binh